Vợ chồng này chồng thì 37 tuổi Vợ 30 tuổi Có một công ty gọi là Công ty thẩm mỹ viện Có 7 chi nhánh ở các tỉnh thành Giám đốc của công ty đó luôn Vợ vợ còn trẻ Hai vợ chồng làm đứng đầu cái công ty lớn đó Thẩm mỹ viện Như vị biết là sửa sang sắc đẹp Làm nghề làm nghề gì phá hoại hoàn cảnh tự nhiên chúng ta sẽ chịu quả báo gì <laughs> chịu quả báo gì đây phá hoại hoàn cảnh tự nhiên chúng ta sẽ chịu quả báo gì <laughs> như đức hồi nãy nói chuyện xong đi lên đi lên phòng tự nhiên trong lòng như đức đang đi tự nhiên nghĩ cái câu phá hoại hoàn cảnh tự nhiên chúng ta sẽ chịu quả báo gì lấy cái giết ghi ra luôn để cái làm cái đề học trong cái dịp nào đó nhưng nay đọc cho vị nghe đó làm cái nghề phá hoại hoàn cảnh tự nhiên những đức nói với cái cô 30 tuổi kia những đức nói cô thấy cặp mắt những đức có đẹp không cô nói xấu <laughs> những đức nói cặp mắt xấu vậy đó mà cô biết bao nhiêu con người đã nhìn cặp mắt này chưa cặp mắt cô những đức công nhận là đẹp nhưng mà cặp mắt của cô người ta nhìn không nhiều bằng cặp mắt những đức đâu Mấy vì hãy nhìn cặp mắt này đi Thấy <laughs> chưa Nó cặp mắt đâu có đẹp đâu vậy à, Một mí, hai mí gì không biết Nhưng mà cặp mắt nó kỳ cục lắm Nó chân mày đậm đen Nó giống như lọ Nói <laughs> vậy Rồi sao như Đức hỏi cậu Cô thấy lô mũi này đẹp không Cô nó hồng Đó, à, lô mũi châu mà lỗ mũi cô này công nhận đẹp thiệt mệt những đức những đức nó thật với cô đó cô biết cái lỗ mũi này đã bao nhiêu người nhìn chưa trời <laughs> ơi nó, nó thật sự mà nói á <laughs> nhiêu người nhìn cái lỗ mũi này chưa bây giờ những đức nói cho cô nè còn cái miệng này khỏi cần nói cái miệng này là quá xấu rồi hồ mà cô biết cái miệng này nó hô cô thấy công nhận hô cô nói công nhận thầy hô <laughs> nhưng mà cô biết cái miệng này đã làm cho bao nhiêu người cười Cô biết chưa Cô có làm cho bao nhiêu người cười bằng những đức không Nó có thẩm mỹ gì không Không Những đức đứng lên đi vòng như cô thấy nha Ờ à, thầy đi thử đi Tại vì cái cô này có thẩm mỹ gì mà quý vị Nhất đi vòng nhất đi Cô nói Ồ thầy đi gì xấu ghê luôn á Vậy đó mà cô biết rằng cái tướng này đã làm cho bao nhiêu con người nhìn ngó chưa Trời à, thấy chưa Không cần sửa sang gì hết chỉ có niệm phật thôi khoát từ cái tâm ra niệm phật thôi vậy đó mà tất cả cái xấu này nó trở thành duyên hết quý vị thấy mà diễn chưa nè nè thấy chưa nó không không có gì mà gọi là bài bản gì hết không có qua trường lớp gì hết chỉ có niệm phật thôi không qua trường lớp gì hết người ta giảng sư người ta ngồi người ta giảng cánh mắt của người ta nghe quý vị để ý cánh mắt của người ta người ta cũng luyện học qua trường giảng sư người ta luyện lắm từ cái ánh mắt người ta nhìn từ lời nói người ta lên nói người ta cái lời ban đầu người ta nói sao người ta qua trường lớp á từ ánh mắt người ta nhìn vô ống kính người ta nhìn mình một cặp mắt dịu dàng lắm còn những đức tỷ vị biết không trời ơi nó không có một cái gì mà gọi là qua trường lớp nhưng mà tôi thích tự nhiên được không nó tự nhiên như vậy đó nó, mà người ta nghe người ta cảm thấy nó nó, nó thoải mái nghe quý vị mà lời nó thật nghe cái vị biết á thuốc đắng thì giả bệnh vậy thì người thật là sao người thật thì cũng như thuốc đắng vậy đó người thật thì nhiệt tình không nó cái vị thích thật là thích giả đơn giản thôi hỏi cổ một cái nhưng đứa hỏi cô một cái cây ghép đó, nó mau có trái nhưng mà ăn chưa bao lâu thì cây này sẽ chết nhưng một cái cây thật không ghép thì ăn thỏa mãn dài vậy thì một con người mà phá hoại hoàn cảnh tự nhiên thì cô sẽ tuổi thọ ngắn lại con người mà để tự nhiên thì là chậm già sống lâu cô chọn đi nó con người chọn tự nhiên hay là chọn phá hoại hoàn cảnh tự nhiên thí dụ giờ lửa mũi vị bình thường đúng không Xếp. đúng không chồng nựng không sao đúng không nhưng lỡ mũi gì mà sửa đụng vô cái ý ông này vô duyên đụng nó, nó méo ông bên bây giờ đúng không sao mà cho đụng được vì nó nó, đổ bên trong mà gặt qua kìa cái gặt lại cái nó siêu đúng không quý vị quý vị suy nghĩ đi nếu mà cơ thể bị hoàn toàn tự nhiên nó bị gần gũi với chồng quý vị rất tự nhiên nhưng nếu cơ thể quý vị nó không còn tự nhiên nữa quý vị làm sao gần với chồng quý vị. Nhưng một con người mà phá hoại hoàn cảnh tự nhiên là con người này đang chuyển giới tính. Bây giờ thì biết gì sao mà giới tính nó thay đổi nhiều không? Vì tâm lý con người bị cái sự phá hoại hoàn cảnh tự nhiên chuyển giới tính. Mà tâm lý nó chuyển giới tính rồi sống với chồng sanh con ra, con sẽ bị chuyển giới tính vì cái tâm người mẹ. Trời ơi, bây giờ vì sao mà nó gây nhiều, bị đê nhiều? Nó vì sao? Vì sao bây giờ nó nhiều hơn ngày xưa? Một là ăn uống nhiều quá chắc Hai là tâm lý người mẹ, người cha giới tính bị chuyển nhiều quá Từ cái gen của cha mẹ mà sinh ra con vậy chứ sao nó Nên những đức phân tích, những đức nói Bây giờ những đức hỏi cô nè Sự nghiệp của cô bây giờ lớn lao hay không Cô nói là Sự nghiệp của chúng con hiện tại đang có khoảng cỡ 100 tỷ Những đức nói cũng được á Cả đời này khỏi cần làm nữa Cũng sống đủ rồi Khỏi cần làm nữa nhưng bây giờ nhà Đức hỏi cô sự nghiệp có rồi Bây giờ hỏi cô thêm một bước nữa Tình cảm vợ chồng hạnh phúc không Cậu nói một tháng sau chia tay thầy Vô dụng Trời ơi Được có tiền nhiều vậy mà tháng sau chia tay Vô dụng Rồi con đứa con mình sẽ sống với ai Sống với cha nó Còn cô sống với ai Cô sống mình Cô sống mình Mà cái cô này cô, cũng chuẩn bị chia tay với chồng là do cái lý gì quý vị là do cổ bị chuyển giới tính luôn sống với chồng cổ mà bây giờ cổ thích con gái quen với một cô con gái con gái với con gái quen nhau tự nhiên thấy không có còn cảm giác với chồng nhưng mà trong lòng thì còn yêu chồng nhưng mà tại sao mình không có cảm giác với chồng vì sao vì hành cái nghề đó nên nó chuyển giới tính người ta nhiều quá nó làm người ta phá hoại hoàn cảnh tự nhiên quá nhiều nên cái qua báo đến cấp thờ luôn qua đến cấp thờ, qua báo đến cấp thờ Là tức khắc giới tính cổ thay đổi liền những Đức nói bây giờ phải tạm dừng lại Ngưng lại, không làm nữa Cổ cải vậy là nhiều rồi, không cần làm nữa Đây là những Đức nói có vợ chồng ngồi đây đó nghe Nói để mong nhờ cái công chúng này mà chuyển cái nghiệp cho cô luôn á Nghe lời nhà Đức sửa đi Đừng có làm nghề đó nữa Cổ cải vậy là nhiều lắm rồi Làm chi nữa Trời ơi giàu mà gia đình tan nát Thì giàu chi vậy chàng nên những đức đã nói rồi mà Phải dành nhiều thời gian ở bên nhau Vợ chồng phải hâm nóng tình cảm Hâm nóng tình cảm bằng cách nào Phải có sự chia sẻ Mặn nồng là chia sẻ qua lời nói á Rồi phải bổ túc được cái tâm là chồng Phải thương vợ bằng cái sự tôn kính Kính trọng tình cảm con người á Từ kính trọng vợ Thương vợ mà còn kính trọng chi là đối với cha mẹ Bên vợ làm gì không kính trọng Sự kính trọng đó tự quý vị sẽ suy nghĩ ra còn á, vợ thương chồng thì mình kính trọng chồng, chồng Thì mình kính trọng cha mẹ bên chồng Kính trọng hai bên Là nền móng để lót cho đôi vợ chồng này hạnh phúc đó. Còn bây giờ lo làm ăn kiếm tiền Không mà quên cha mẹ hai bên thì thua rồi đó nghe Thua rồi đó Câu hỏi nhân đức bây giờ con phải chuyển cái nghiệp bằng cách nào thầy Hồi nãy như đức mới nói Nhưng bây giờ nhân đức nói cho cô nghe nè Nè Chân thành niệm Phật mọi việc kiết tường như ý Cô bây giờ đâu có kiết tường như ý đâu Bây giờ có tiền mà đang bây giờ Đang nằm ở giữa ngã ba ngã tư đường Lần chừng nè Được cái gì đâu quý vị thấy có tiền đó nghe Chơi, Tiền vậy là cũng nhiều chứ giỡn đâu trời Hai vợ chồng còn trẻ đâu có già gì đâu Mà cái số tiền nhiều vậy Mà công ty lớn quá trời luôn Thẩm mỹ viện công ty lớn quá mà Mà có 7-8 công ty lớn quá trời luôn Còn thêm là bên ngành bất động sản nữa Mà nhà cửa mua quá trời tùm lum chứ Quý vị nghĩ mà vậy mà vợ chồng bây giờ sắp sửa chia tay Nó cái lời nói như Đức nói vị thấy rõ ràng không Nó vẫn là không có niềm vui hạnh phúc gì hết trơn á Rồi đứa con này Không lẽ nó mừng khi nó giàu sang Mà bây giờ cha mẹ nó sắp sửa chia tay Nó đi với cha mà không có mẹ Đi với mẹ mà không có cha hả quý vị Tất cả chúng ta ngồi ở đây nè Đều có cha có mẹ nè Quý vị ai là người muốn đi với cha mà không có mẹ Đi với mẹ mà không có cha có mấy đứa con mà có thể mở ra được cái tâm mà Mẹ mình khi mất rồi mà cha mình Mà bước thêm bước nữa mà mình vui vẻ quý vị Mấy người mở ra cái tâm này Thì quý vị biết rồi Nên đừng có tạo ra một cái nghịch cảnh mà Con mày con tao Huyền phức lắm á Cái xã hội bây giờ mà là do gì nhiều tệ nạn xã hội Là do con mày con tao mà ra đó Cái đứa con nít nó bị chết lúc còn nhỏ Tâm lý của nó thất thường lúc còn nhỏ là nó xa rờ mẹ cha nó buồn khổ nên tâm lý thất thường nên chuyển giới tính luôn nên bây giờ nhiều trẻ em hư hỏng kỳ lạ lắm à rồi thêm một cái nữa bây giờ đi học học quá nhiều môn những đức nói khổ thiệt á bây giờ phải dạy học thêm để mà tăng thu nhập trời ơi, chết con nít rồi quý vị ơi cái bộ não của mình mà một lúc mà nạp quá nhiều nạp còn không được nè bây giờ những đức mà tu học mà hai môn là đã tu không được rồi quý vị con nít quý vị bây giờ con nít nó trong sáng. Quý vị dồn nén vào cái đầu óc nó bao nhiêu là thứ học tập, học làm sao đây? Quý vị đòi hỏi thành tích không à. Rồi dạy học thêm rồi bắt đầu là lấy thành tích giả để mà nâng cấp lên lớp, để mà mình thu nhập tiền để mà lo cho gia đình mình. Vậy thì quý vị giết trẻ em rồi, học ra đơn hết trơn à, con nít nó đơn hết. Khờ hết trơn vậy đó. Bây giờ tại sao mà cái bệnh trầm cảm nhiều quý vị? Vì học mà đơ đầu óc nè Nó không còn nhân sinh sống nữa Người ta nói ngày xưa Trước học lễ sao học văn Bây giờ quý bị học văn bỏ học lễ Thua rồi Văn nhiều mà không có lễ Thì con người này hư lắm á Trước lễ, lễ thì định tâm Tâm định thì trí sáng Trí sáng học mới được Người xưa người ta trí tuệ người ta dạy Mà trước học lễ sao học văn Thấy không Bây giờ thì bỏ lễ học văn thôi dồn nén cái học văn để mà thành tích để mà tạo điều kiện có cuộc sống đây là chết trẻ em hết trơn rồi bị bị sống không nổi đâu mà bây giờ bị viết những đức tu học đây mười mấy năm nay nè nếu như những đức mà không thâm nhập một môn trường kỳ quân tu làm sao mà được như ngày hôm nay dù là chưa thâm nhập gì nhưng mà vẫn có được cái thành quả một chút đó chứ nếu như mà mười mấy năm nay đi tu mà những đức học đa môn lấy cái gì hướng dẫn quý vị không có biết cái gì để hướng dẫn chứ á nên đây là chuyên môn làm một con người chuyên môn nó chuyên môn một môn nào thì nhất định sẽ có người mờ vị thái hồng nhiều người đến đấy chưa nhờ chuyên môn chứ nếu mà những đức đa môn những đức lấy cái gì dạy về đây vì đi đến ngôi chùa mà dạy tùm lum cái gì cũng hay như vị biết bác sĩ khám bệnh cho to là mỏi bệnh cho thuốc đức thích ca muni là đại bác sĩ đại y vương ngài đã cho to thuốc rõ ràng Thờ chánh pháp thì trì giới thành tựu Thờ tượng pháp thì thiền định thành tựu Thờ mạo pháp thì niệm Phật thành tựu Bây giờ là trong thờ mạc pháp đã đi sâu vào mạc pháp rồi Từ nơi đó thì chỉ có niệm Phật thành tựu Nên nhất ngôn thâm nhập Một câu vật hiệu niệm đến cùng Vậy là đúng như là Đức Thích Ca Mâu Ni dạy Đúng không? Rõ ràng Còn nếu như bây giờ mình gom hết Chánh pháp, tượng pháp, mạc pháp để cùng tu Tổng chi sao tu được trong cái chánh pháp vô lượng cái môn tu trong cái tượng pháp vô lượng môn tu chúng ta chỉ chọn có một môn tu mà đức phật quyền ký là niệm phật mà trong bốn cách niệm phật quán tưởng niệm phật quán tượng niệm phật trì danh niệm phật chư tổ điều dạy chúng ta là trì danh niệm phật trì danh niệm phật là chư tổ nhấn mạnh cả quán tưởng là chư tổ đã nói rằng căn cơ mình không làm nổi

Chúng ta tu tịnh độ này là pháp nhị thừa Pháp là nhị lực Từ nơi đó một câu vật hiệu này chân thật mà niệm là Dùng tính nguyện để niệm Còn Phật A Đà là đến tiếp dẫn là chúng ta đi theo thôi Cảm với Phật chỉ có tính nguyện mới cảm được Chúng ta không có quán nổi Không có đạt công phu đi vào cảnh giới đó được Mà chúng ta chỉ có tính nguyện trì danh Để cảm với nguyện thôi Mà phải tu lâu dài nó Nên nó dùng cái tính nguyện mà niệm Phật thì cả đời không thay đổi Nó cứ lão thật niệm Phật đi quý vị nó nói một đoạn nghiêm túc nó thấy ở dưới hiu hiu rồi đó nghe <laughs> thấy chưa không giỡn đâu á cái cảm giác khi nói chuyện phật pháp mình phải cái tần số mình phải cảm giác được nói vui vui con người nó phóng lên bắt đầu là nghiêm lại liền nghiêm lại nó đè phục lại vừa đè phục một chút cái bắt đầu nó gỗ vậy đó đừng có nói mà con người mình bây giờ mà nói mà như hòa thượng Tình không giảng mấy ai nghe nổi thấy không? Có căn cơ nào không nghe được đâu chàng Nghe nghe nhưng mà không có hiểu Nghe rồi tuy là tôn kính Tôn trọng vô cùng nhưng mà nghe cuối cùng chấp tướng mà. Có ngã nặng nữa Nên tới đời những đức cũng là nghe Từ hòa thượng mà ra mà những đức hạ thấp hoàn toàn Lấy cái Phật Pháp Áp dụng vào nhân sinh hoàn toàn luôn Nó không có thể nào mà Chúng ta đi sâu nổi nó Đem Phật Pháp áp dụng vào nhân sinh sống được không nên, nên những đức nói một câu đó, mỗi ngày vui là nhờ niệm phật mỗi ngày đầy đủ ăn uống là nhờ niệm phật mỗi ngày bận đồ có đồ ấm áp bận là nhờ niệm phật mỗi ngày có chùa ở rồi nhà ở là nhờ niệm phật tất cả những cái gì những đức đang có ngày hôm nay là nhờ niệm phật hết nhờ niệm phật hết nên, nên những đức phải niệm phật thôi à, à cái cuộc sống nhân sinh này những đức có được ổn định là nhờ niệm phật mà có được nên những đức phải niệm phật thôi à quý vị, vị niệm niệm kể vị Thấy không nó no. rồi tâm bình an là nhờ niệm phật bộ gặp sự sợ không dám cho vô nhiều vậy đâu <laughs> lỡ có gì đó, nó chặn cửa lại ở trong đây luôn sao không nhưng mà thôi sớm muộn cũng chết thôi <laughs> lo gì đúng không nghiệp duyên đến thì đến thôi đúng không nó nhưng mà quý vị đi ra ngoài á mình phải bịt khẩu trang cho đàng hoàng đúng quy định của người ta đưa ra còn mình đi vô trong chùa thì bây giờ bầu không khí nó trong lành vẫn xuống nhà ăn ăn cơm bịt khẩu trang sao ăn bịt khẩu trang ăn cơm được không <laughs> uống nước bịt khẩu trang hả rồi con virus nó khôn lắm đâu có chờ quý vị bị bịt khẩu trang nó chờ bị lúc ăn cơm á <laughs> chờ vì lúc uống nước phải không nó cùng tần số mà nó theo nó đỡ chứ nó đợi cái lúc mà vừa uống nước nó nhảy vô ca nước chạy vô bụng Đúng không từ nó đó tại chờ không khỏi nắng không bằng bình yên cái tâm Đúng không đến là đến thôi nặng nề làm chi hôm nay vui thì cứ vui đi buồn làm gì thấy <laughs> chưa <laughs> <laughs> Nên cuộc sống gì nó đặc biệt, tự tại, vô cùng Vì sao? Niệm niệm thế giới cực lạc mà Ai với đào Phật, ai với đào Phật Phật ơi, con phát nguyện đời này giảng sanh cực lạc Dịch bệnh, cái gì? Dịch bệnh hả? Thấy <laughs> chưa, giả, dạ, thấy chưa? Thấy giả, thấy không? Xạo rồi đó, thấy không? Mới nói với Phật, Phật ơi, muốn giảng sanh cực lạc Dịch bệnh, nói dạ. Đấy không? Rồi thấy ai ho ừ, ừ, ừ. Ho <laughs> cái chén cơm ai ăn dư <laughs> không được ô nhiễm môi trường thấy không cái tâm mình không có thật chút nào giả dạ lắm Hay không quý vị nó nên những đức hướng dẫn quý vị là cái gì quý vị sống mỗi ngày bình yên đi bình yên được không nó tập đi bây giờ bao nhiêu con người vô gì ai biết ai là ai biết cái đâu những đức đang hiện tại thì nói Ồ bây giờ nghe Không biết những đức Cái gì hết trơn đúng không Thầy Cho con bắt tay coi Tự nhiên khám ra thầy gì Bệnh hả Thôi thôi Không đến chùa nữa đâu Chủ nhật không dám đó. Ai mà dám đến đây Thấy không Nên cái cõi đời này Hư tình giả ý Không có gì thật đâu quý vị ơi Thương cái gì mà thương Tại bây giờ đang bình thường thì họ thương mình thôi. Chứ nếu bây giờ những đức là bị bị Covid rồi ai là người thương những đức? Thí dụ như giờ những đức đang bị Covid, những đức hỏi ai là người dám bưng nước để cho những đức uống không? Ai dám đưa tay lên? Làm bộ rồi. <cười> <cười> Chưa bị Làm bộ rồi. Trời <laughs> ơi, bị cái đi chạy mất dép hết trơn luôn không dám quay đầu luôn không có đơn giản thì cứ nói vậy đi quý vị thấy không mình cứ nói vậy đi chứ mình đừng có đặt vấn đề quá mình đặt vấn đề làm chi để mình thất vọng đừng làm mình thất vọng thấy không họ đừng bao giờ đặt vấn đề vào con người để thất vọng cứ là có lòng tin nhưng đừng bao giờ mà hoàn toàn mà chúng ta nói rằng là tự tin vào con người không được đâu cả vợ cả chồng đây mà lỡ mình mà thất vọng mình còn chớ dớ nè chứ đừng có nói chi là người vưng nước lạ <laughs> không rồi ôi, ôi chung chăn sẽ gói đây mà có khi mà còn hư tình giả ý với nhau đây không chi mà tôi có vì có vì với mọi người Đấy không nó thôi chúng ta không phải là nghi con người mà chúng ta không có nên làm mà cái việc mà 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 lỡ mình bị hụt hẳn nhớ nha quý vị cái cõi đời này không có gì hụt hẳn hết ai bỏ rơi mình mình cũng không khổ hết phải sống như vậy người mới có bản lãnh nhớ nghe dù người ta bỏ mình hết đi chăng nữa đặc biệt nhất là mình không bỏ mình nhớ ngay vì người ta có bỏ rơi mình hết mình bệnh đau mà không ai bên cạnh mình hết mình một mình mình cô đơn quạnh quẽ giữa đêm tàn thanh vắng Thấy không <laughs> mình vẫn như thế nào A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Vì sao? Vì mình có câu A Di Đà Phật rồi. Một câu A Di Đà là thuốc diệu và dạ đà. Nếu bỏ đây không dùng, thật là ngu lắm mà. <laughs> Thấy không quý vị? Cứ dùng câu Phật hiệu đi Còn con người mình đừng có trách người ta thôi mình đã bị bệnh rồi người ta người ta không đến gần mình là được rồi đúng rồi đúng quý vị đừng có trách người ta tôi không có trách mọi người đâu tôi không bao giờ trách mọi người bỏ rơi tôi đâu đúng không nó nên phải nhắc nhau vậy đó nghe nhắc đây là nhắc chung đó nghe quý vị không bao giờ thất vọng bất cứ một người nào hết tôi chỉ thất vọng là tôi không chịu lo tu hành tôi thất vọng là tôi đi buồn khổ tôi không biết thương tôi nên tôi buồn khổ đó Tôi chỉ có tâm nhiệt tình với người Chứ tôi không cầu người nhiệt tình với tôi Vậy thì chúng ta không bị thất vọng đâu quý vị à Đừng bao giờ nhiệt tình với người Mà cầu người phải nhiệt tình với mình Như vậy thì không khác nào sự trao đổi nghe không Mình chỉ cần nhiệt tình với người thôi Gieo nhăn thì gặt quả Nhớ nghe quý vị Nay nói chuyện một tiếng rưỡi rồi đó à, Tiếng rưỡi rồi 8 giờ rưỡi tới 10 giờ nó tiếng rưỡi rồi đó quý vị đó. Chúng ta nói bao nhiêu đi chăng nữa Cũng phiên nhau niệm Phật thôi Nó Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị Cố gắng tính nguyện mà niệm Phật Dù trong cái cảnh ngộ nào đi chăng nữa Cũng phải niệm Phật Làm sao gầy dựng trước nhất là gia đình phải hạnh phúc Nhớ nghe Thà bỏ chùa chứ không bỏ nhà Nhận đức thì nói ngược lại Thà bỏ quý vị chứ không bỏ chùa nó rõ ràng đó quý vị thì thà bỏ thầy bỏ chùa chứ không bỏ nhà tại vì nhà là nơi hành đạo của quý vị đó quý vị là cư sĩ căn nhà quý vị là nơi hành đạo của quý vị chồng vợ của quý vị là người chung tay với quý vị còn những đức là người ở trong chùa thà những đức bỏ quý vị chứ những đức không bỏ chùa bỏ đây là bỏ tình chấp đó. còn nội tâm chúng ta làm sao bỏ nhau được hiểu không, quý vị chúng ta cùng niệm phật làm sao bỏ nhau Hiểu không nên quý vị cố gắng nghe gì rồi bồi dưỡng một gia đình hạnh phúc đi Đi đến chùa mà chồng không cho đi thì đừng có đi Cứ nhà niệm Phật Đừng có phan duyên Còn muốn cúng giường đồ mà thầy không cho cúng giường thì đừng có cúng Tùy duyên luôn Có tâm là được rồi Nghe không quý vị Còn nếu mà đồng vợ đồng chồng thì sao cũng được Rồi mình làm vợ mình cố gắng làm sao mình hòa hài với, với chồng mình đàng hoàng mình sống cho đúng cái đạo lý đạo đức làm người của mình đi Đừng có học đòi theo bây giờ á Mà coi được một chút ở đầu là không có mày Thì tao kiếm thằng khác Không có được đâu à, Cuối cùng á Tránh vỏ dưa gặp vỏ cái dừa Thấy không Gặp tàu lao mới xế không mà coi Bây giờ mình học đạo bởi vì thà trả nợ một người đàn ông đi Đừng có trả nợ nhiều người nghe quý vị Mình người đàn bà mà trả nợ nhiều người đàn ông Nó không có tốt đẹp gì đâu Thôi giờ mình học Phật đi Chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực đi quý vị dù là khổ cỡ nào cũng chấp nhận vui trả Nhớ cái câu này nghe Thiếu nợ thì trả đi Quán thang làm gì không oh. Nhớ đó đừng có quán thang nữa Nhớ nghe tâm an cảnh an nha quý vị Nhớ đó Từ nơi đó mà cái chân thành niệm Phật này hay lắm cứ siêng năng niệm Phật đi Những đức thấy rằng là cái nghiệp của những đức mà Nghiệp chướng á nghiệp chướng những đức là hiện hữu tham tiền nè nặng nè những đức mà làm ra tiền mà ai mà lấy cấp cái những đức mà bắt được là coi chừng những đức quýnh theo tôi <laughs> tại vì nó tham nặng mà giờ làm được tiền mà bây giờ bị nó lấy thì tức lắm đúng không tham sắc nặng nè trời ơi mình ngồi đời mình có vợ mà vợ mình mà nó 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 nó, nó quen thằng nào ở này kia rồi chắc mình chắc mình bay vô mình cầm dao mình chém lia chấm lịa tham nặng tham sắc dục mà không biết đủ không nặng tham danh tuy nghèo mà cái ngã mạng lớn nghèo mà cũng ngã mạng ghê ta đây đồ ghê gớm nên năm nào mà tới tết một cái là mua mấy đôi giày nhái á giày nhái giày xịn đồ đồ nhái đồ xịn bận vô về quê nhí nhảnh vài bữa Đi về thì bận đồ mang dài đồ ngon lành lắm Tới khi đi lên lại bận quần đùi <cười> <cười> Những đức mà không đi tu là có tiền Xạo dữ lắm Xạo ghê lắm mà muốn ra vẻ giàu sang Ghê lắm nha Nghèo mà ra vẻ giàu sang Vậy đó. Cái này là cái bệnh này cũng cũng nhiều người khổ quá. Nghèo mà ra vẻ giàu sang Hoặc là mới có ba mớ là bắt đầu chảnh lắm Lâu lâu mua chiếc xe gì chạy bắt đầu sửa tướng được đó, 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 bệnh này nè Bệnh này ghê lắm á nên từ nó đó, đây là bệnh này là của những đức nè Nặng nề luôn á Là những đức nói là Khó trị nổi, là nghiệp chướng ấy, phải không Sống trong cái nghiệp chướng nặng nề Nó sanh phiền não Nó thường sanh phiền não lắm Vậy đó mà những đức gặp Phật Pháp, Pháp Gặp ngay Pháp môn tịnh độ này chỉ niệm Phật mười mấy năm nay thôi Mà niệm khoảng chừng Ba năm gì đó thôi thì nó nhẹ dữ lắm đó. À, đối với những cái thứ nghiệp chướng đó là mình nhà đó Nghiệp chướng là phải hiện hữu phải thấy Chứ mình nói nghiệp chướng nặng Hỏi nghiệp chướng là ở đâu là không biết Thua Nghiệp chướng là chính cái hành động mình mỗi ngày là sao Mình phải biết chứ Vậy thì mình tu học là gì Là điều chỉnh cái đó lại Là tiêu trừ nghiệp chướng là điều chỉnh lại Phật Pháp là chỉ dạy Chỉ dạy chúng ta điều chỉnh lại Có nghĩa là tiêu trừ nghiệp chướng bây giờ mình cứ mỗi ngày mình quỳ trước Phật, Phật ơi, Phật gia hộ cho con tiêu nghiệp chướng đi Phật ơi, Phật Phật gia hộ cho con giàu đi Phật, Phật gia hộ cho con cắt được căn nhà đi Phật ơi, Phật gia hộ cho con có anh chàng nào đẹp trai đến hỏi cưới con ấy Phật, nghĩa là cứ cầu cái ngoại cảnh bên ngoài không à, mà mình không chịu gieo nhăn mà muốn có quả không một à, ở đây gọi là nghiệp chướng nè, chừng nào mà mình xả được cái tâm đó, mình phải gieo nhân thiện thì gặp quả thiện mình theo cái định lực tự nhiên đấy là tiêu trừ nghiệp chướng chính những đức tu học nó giải được cái tâm đó đó khi giải được cái tâm này thì tiêu trừ nghiệp chướng chứ hay sao có rất là nhiều người nói thầy ơi nghiệp con nặng lắm thầy ơi thầy hỏi cô nghiệp nặng là nghiệp gì dạ con không biết mà nặng lắm thầy ơi ủa nặng lắm mà sao cô không biết con săn hẳn lắm à cô thấy đường chút rồi đó phá thai nhiều lần lắm à thấy đường chút nữa rồi đó rồi bây giờ còn phá thai nữa không? Dạ, nghỉ Rồi bây giờ còn săn hẳn nó không? Dạ, giảm dạ rồi Thì những đức nói đó là nghiệp chướng Tiêu trừ bớt rồi đó Bây giờ mỗi ngày cô nên sống trong cái hiện tại Bây giờ là cô gặp được Phật Pháp Từ hôm nay cô nên sống cho thật là vui Niệm Phật Tin nhân quả Những gì làm được tốt Đủ duyên thì chăng thật làm những việc gì tổn hại người mà lỡ mình thì đừng làm Từ hôm nay cô nên phát tâm sống như vậy Và chăng thật niệm Phật Chăng thật niệm một câu vật hiệu là đoạn ác Chăng thật niệm một câu vật hiệu là tu thiện Đó, Từ ngay câu vật hiệu này mà cô đoạn ác tu thiện nè Nhắc mình suốt luôn Quý vị mà mới niệm Phật quý vị để ý chỗ này nè nghe Thí dụ như một người này rất là hung dữ Họ đi đến chùa ngày nay họ Niệm Phật và nghe Pháp ngày nay Chiều họ gì họ sẽ hiền lên một chút Một trăm phần trăm luôn Chiều gì hiền lại Nhưng mà hai ba bữa sau thì không biết à Cái cái âm hưởng của đi đến chùa một ngày nay nè Nó còn âm hưởng tới chiều Tới có thể tới ngày mai Nó còn nhớ nhớ cái chuyện là Mới đi chùa hôm qua mà Hôm qua mới đi chùa mà Bữa nay dù cỡ nào chăng nữa Cái miệng này cũng hiền lên một chút chứ Mới đi chùa sáng mà Chiều nay mấy anh em ngủ nhậu nó mới đi chùa nhậu được Nào, nó không nó đỡ liền nhưng mà hai ba ngày sau hoặc tuần sau là cái lực từ trường của phát tâm đó nó yếu lại nó bị cái âm hưởng của xã hội nặng đó nó áp áp đặt lại thì bắt đầu là cái cái nhăn bên ngoài có và cái tâm ở trong xuất hiện ra bắt đầu mình quên đi cái cái cảm giác khi đi đến chùa này nè bắt đầu là nó lao theo tràn cảnh đó nên chúng ta cần hâm nóng mỗi ngày là qua cái buổi chia sẻ Phật pháp đó. mỗi ngày phải hâm nóng nên Đại Lão Hòa à, Tự Tịnh Không Ngài nói rằng Ba ngày không nghe Pháp là tâm Bồ Đề Thối chuyển Nói thấy không nên ngày nào như Đức cũng chia sẻ là để mình hưng khởi cái bồ đề tâm của mình nó không bị thối chuyển. Nên cái lời nhắc nhở nó quan trọng lắm quý vị à, rất là quan trọng. Con người mà biết sống trong cái hiện tại mà như lời Phật dạy hay lắm. Con người chúng ta thường khổ là do gì tương lai nè, quá khứ nè. Mà khổ á, cứ là mỗi ngày này sống mà cứ nghĩ Bây giờ còn trẻ còn khỏe Cố gắng làm lụng Cố gắng cực khổ đi anh ơi Cố gắng kiếm tiền đi anh ơi Để mai mốt mình già mình sống cho đầy đủ mình khỏe nghe anh Ôi ơi công nhận khôn ghê Khôn mà thứ ghê luôn á Tự nhiên bây giờ còn khỏe Mỗi ngày sống thì cỡ nào đi chăng nữa Vợ chồng phải hạnh phúc Phải có niềm vui Vậy thì tới tuổi già Thì quay lại cuộc đời đã đi qua của mình Nó mới có được cái cảm giác Tự nhiên bây giờ còn khỏe mà mỗi ngày cứ mong là mai mốt già đi Rồi lúc đó có tiền mới sống được bình yên, hạnh phúc Còn bây giờ thì còn trẻ lo lao đi làm Không chịu tạo cái hạnh phúc gia đình Thua Không nhìn cái hiện tại nè Nhiều người lắm đó quý vị Mà cuối cùng tới già luôn mà không được gì Tại vì sao? Vì không có hạnh phúc nên xài sạch tiền rồi Nên già đâu có gì đâu Còn mỗi ngày mà hạnh phúc thì nó thành tới tuổi già Âm đức tới tuổi già và sự nghiệp tới tuổi già lại có đầy đủ luôn Mình nhờ cái hạnh phúc này nó dạy con được ngoan ngoãn luôn rồi sau này mình già con mình nó nuôi dưỡng mình là do gì mỗi ngày vợ chồng hạnh phúc có đạo đức đối với cha mẹ bên chồng có đạo đức đối với cha mẹ bên vợ mà cuối cùng mình dạy được con mình nên nó âm hưởng này tới khi tuổi già thì mình được con chăm lo và con mình hiếu thảo thấy có hậu chưa còn nếu như mà còn trẻ lao đi làm không lo dạy con mong đi kiếm tiền không à cuối cùng tiền thì có nhưng mà sự nghiệp gia đình tan nát khi sự nghiệp gia đình tan nát rồi Sự nghiệp là hạnh phúc á Hạnh phúc mà tan nát rồi thì tiền cũng mất luôn Mất luôn Mà con không được dạy thì hư hỏng Con không được dạy mà dù quý vị có tiền đi chăng nữa Mà gặp đứa con mình không dạy nó được á Thì đứa con này sau này là đứa con phá gia chi tử Nó lấy tiền của mình nó đi hút chích xì ke ma tí Rồi xong Tù tội đến với nó Quý vị thấy hạnh phúc được không? Không Sự nghiệp này có gì chi à? Không được lợi ích gì Không bằng là mỗi ngày sống bổ túc cái hạnh phúc gia đình cho xong nhớ à, này quan trọng nè nên những đức mà học tập là chân thành niệm phật mọi việc kiết tường như ý vì sao chân thành niệm phật mà được vậy thầy a là vô di đà là lượng phật là giác chúng ta do mê hoặc điên đảo nên sống chúng ta sống với cái cõi đời này nó đã nhiều sự bất an rồi mà chúng ta còn dọa mình thêm nó đã sống trong cái cảnh bất an mà mình còn đi dọa mình thêm nữa Tại vì mình mới quật Còn nếu như mình mà Giác ngộ hiểu được cái cõi đời này Là khổ đau Vậy thì mình không dạy gì để tăng thêm khổ Không, dạy gì tăng thêm khổ Nên những đức nói với mấy bà cụ trong chùa Mà những đức nói nè Các cụ Mấy chục năm Làm chồng làm vợ người ta Sanh con nuôi con khôn lớn Những đức đã từng hỏi 300 người già ở đây mà cụ nào mà cả đời các cụ mà được á, an vui hạnh phúc nhiều Đâu cụ đưa tay anh coi Không thấy Không thấy bà cụ nào mà an vui hạnh phúc hết trơn Còn những đức hỏi như vậy thì Mấy trăm bà này cả đời tới tuổi già này Bảy chục tuổi, bảy mấy tuổi này Khổ nhiều đâu đưa tay anh coi Bà nào cũng đưa tay lên khổ nhiều Những đức nói Vậy bây giờ mấy bà muốn khổ nữa không Bà nói dạ không Không muốn khổ nữa đâu Những đức nói không muốn khổ nữa thì hết khổ liền à chỉ cần không muốn khổ thì đừng nên đặt vấn đề đó vào tâm nữa thì nó hết khổ à. Cái chuyện này thấy thì nó nghe nó dễ vậy đó. Chứ con người chúng ta ngộ thay là cái khổ mà không chỉ buông. À, khổ mà không buông đâu. Thí dụ như hai vợ chồng sống với nhau. Vợ đi đâu một chút là bắt đầu là để, để ý. Kiểu mà thương quá ghen á. Để ý. Đi đâu một chút bắt đầu đi về hỏi. Ủa nãy bà giờ vậy đâu à? Tôi đi đến chỗ đó đó. Ủa sao tôi điện thoại lại đó mà nói bà đâu có đó đâu Chờ tôi đến nó rồi tôi đi lỡ đằng kia Tôi điện ra đằng kia tôi không thấy bà đằng kia Bà chết với tôi nghe cho bà biết á Tôi thấy bà không được rồi đó nghe Nó Bắt đầu đã là ghen rồi Nó kỳ cục lắm nghe quý vị Đi đâu gì cái là nhìn Nhìn tóc tai Tóc bèo nhèo chứ hả à? nó kỳ cục vậy đó nó đã ghen rồi là nó mù quáng nó mù quáng kỳ cục lắm à, rồi hoặc là thương chồng mà ghen chồng rồi bắt đầu là chồng đi đâu gì bắt đầu là à, đồ thai ra để đó, nó đi ngửi đồ ngửi đồ nghe mù gì hay không nó mà ghen rồi là nó mù quáng đến mức cực điểm luôn quý vị thấy không mà đây là cái khổ nè mà như vậy đó mà đem để vào tâm đặt để trong đó đó quý vị biết rằng con người sống với nhau mà nó phải thông dong tự tại chút nó mới có niềm vui chứ chim lòng cá chậu quá trời ơi nặng nề lắm cái kiểu mà quý vị coi con chim mà nhốt trong lòng nó cũng muốn bay ra con cá mà để trong chậu nó muốn lội ra lội ra rồi nó không muốn quay lại đâu quý vị à con người nó phải có những cái sự tin tưởng nhau để sống chứ hiểu không nó đã có duyên có nợ thì chạy chờ cũng khó nắng còn nó đã hết duyên hết nợ có kèm kẹp cũng bằng không nên sống vui đi sống vui vẻ đi của mình là của mình là đừng có sợ mắt <laughs> đúng không trời ơi của mình là nó của mình là, chứ đừng có sợ mắt chi cho nó mệt Đó. nên quý vị mà nghe nhà đức nói gì cái tâm bị nó nhẹ luôn sống hạnh phúc nhất là gì nhẹ với tiền nhẹ với danh nó nó quý vị mà nhẹ được những thứ này là quý vị vui liền không nói chứ nghe à. Còn con người mà nặng với cái thứ này bạn đêm mà ngủ mà nghe chó sủa Wow Hơ! Gì á Khiều khiều ông ơi Chó ngoài nó sủa Coi có thằng nào bò vô nhà mình không Thấy không Nói vậy coi nó nặng nề chưa Trời ơi người ta y y y gì nè Lúc này là ít đó nghe Những đứa năm nay mà nói mà bình thường mà Chắc cái chùa mình không có chỗ ngồi vậy vậy đó mà mấy ngày tết dù mình cũng quá trời luôn không có giỡn đâu nó vậy đó mà bên kia một Ê bên kia bến đó kia bên kia mấy trăm người bến đó kia vậy đó mà mỗi ngày sống phải khỏe lai ra không có nặng nề chứ quý vị Cái này là chính quý vị về đây thấy rõ ràng rồi đúng không có phật tử nào về đây mà nhận đức gặp quý vị mà nhận đức mà ngồi kiền gạt người đức thầy lúc này ơi dạ yeah. Tết nhất đến <laughs> Tết nhất đến là mà kẹt quá ơi <laughs> Tiền bạc lo tùm lum hết trơn Mà thầy ơi Các <laughs> quý vị có thấy có bao giờ quá Như Đức gần ai mà như Đức than thở gì không Không Những Đức nói cái cuộc đời Có nhiều người đi đâu cũng cầm cục than theo chứ Mà ngủ càng giàu càng than Vì sợ nó mượn tiền á Tôi ơi, vừa gặp mặt Mà ngủ nghe mấy thằng cái thằng mà Cái thằng giàu mà nó than là nó gặp mấy thằng nghèo nó mới than ừ, gặp mấy nghèo đào thang à tại vì sợ nghèo muốn tiền nó nên kỳ cục lắm Như đóng cầm cục thang theo trời cục thang đen thui mà cầm theo làm chi hả à? <laughs> vậy biết rằng con người sống đặc biệt nhất của chúng ta là gì mỗi ngày có nụ cười vì thấy không bước lên là bị thấy cười liền nữa thấy chưa cười lên <laughs> vì kêu người ta cười dễ lắm hả thử đi kêu người ta cười không có dễ đâu bởi vì phải có cái lực cười mạnh lắm thì kêu một cái là người ta cười liền à. <cười> nên mấy cô mình nó chủ nhật mà không đi đến đây làm như là nó nó thiếu gì đúng không mấy cô <laughs> những đức nói cho mấy cô biết nha con người có thể thiếu nam thiếu nữ nhưng nếu mà thiếu cái hương vị của đạo pháp mấy cô khô khen lắm như cây chết vậy đó cho mấy cô biết con người mà nó có thể tươi mát là gì nó không phải là tiền của và danh và và nữ nam đâu cái đó chỉ là một phần quá nhỏ nó trang trải trong cái tư tưởng mà đòi hỏi của mình chút thôi nhưng cái đặc sắc mà hưởng thụ cao nhất đỉnh cao của con người là cái gì mấy cô biết không là phật pháp đó. Trời à, ơi, tại vì phật pháp nó 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 giải tỏ nó giải tỏ những cái tâm lý mà mà thất thường của mình được nó giải tỏ tận gốc luôn nó giải tỏ tâm tham nè mà tham có nhiều loại tham nó giải tỏ được cái tham nè tâm săn có nhiều loại săn nó giải tỏ cái săn nè si mê có nhiều loại si mê nó giải tỏ si mê thì sanh trí tuệ Thấy không mà phật pháp nó mới giải quyết được ngoài phật pháp thì không giải quyết được dụ như sắc càng cho thì càng mê Nghe không càng cho thì càng mê à nó không phải dừng mà nó mê thêm sân hẳn sân hẳn thì càng sân hẳn chỉ có phật pháp mới dễ được sân hẳn thôi thì thấy không nên cái hương vị của phật pháp là đỉnh cao nhất của tất cả các hương vị nên pháp vị thắng các vị không có vị nào bằng cái vị phật pháp chứ. nên quý vị mà học được phật pháp mà có cái vị phật pháp ấy, thì quý vị sẽ có tất cả những cái vị mà quý vị đang sống luôn uhm, tại vì cái vị phật pháp nó có rồi mà tâm nó đã vui rồi thì tất cả cái khác nó đều vui hết thí dụ như giờ hai vợ chồng này mà học đạo nha sự gần gũi của đôi vợ chồng quý vị nó sẽ khác hoàn toàn ngày xưa khi chưa học đạo Chưa học đạo nó giống như là một con mảnh thú khi đến với nhau vậy đó. Khi học đạo rồi nó có một cái tình cảm đặc biệt lạ lắm khi đến với nhau Mà nó thương nhau nó nó, có một cái sự mà thương nhau mặn nồng lạ lắm kìa Đó Nên cái vị của Phật Pháp á Nó trang trải cho tất cả các cái vị khác Nó không bị khô khan cằn cõi nên con người mà học Phật á, nó phải mở được tâm lượng ra. Nó mở tâm lượng ra quý vị Mà con người quý vị mà mở tâm lượng Thì giống như là mở cửa tù tội vậy thôi Nên con người mà nặng nề là con người đang đóng cửa tù tội lại Nó đóng cửa lại Nó không cho nó thoát ra Còn người mình học Phật là mở cánh cửa tâm mình ra Mở cho cái buồn bay ra đi Nó mở cái tâm dính mắt bay ra đi Mở những cái thứ đó cho bay ra Thì tức khắc Quý vị sẽ đem cái pháp vị Bỏ vào Tại vì cái đó nó ra rồi Thì pháp vị nó mới bỏ vào được Hiểu không nó Nên từ nơi đó đi đến đây là gì Đang hưởng pháp vị Đang hưởng pháp vị Không vậy Đức nói chuyện giết làm như có nhiều cô mình Mấy 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 bảo quen tuồng hay sao mấy cô ơi Nhưng Đức trên đây chuẩn bị nói câu gì là mấy cổ chứ Quen nghe nó có nghĩa là một bài mà hát hoài mà vậy mà người ta thích tại vì sao vì nó có hư vị vậy ơi có hành trì á có hư vị khi những đức ở đây mà nói ở dưới những đức thấy có nhiều cô <laughs> nó ngộ vậy đó nó, nó nghĩa là nó quen vậy đó nghe mà từng nào cũng đến mà để cười mà nó cười trong một cái sự cười mà nó nó vui từ nội tâm nghe không? nó nhiều sáng như đức đó mà cái nụ cười mà vui từ nội tâm nó cười lạ lắm nó cười dài dài hơi lắm quý vị nó cười rất là dài hơi còn cái nụ cười mà nó không phát từ tâm là nó cười lạ lắm nó cười mà giống như là hoa nở dội tàn vậy đó <laughs> không có những người mà người ta khổ vô cùng mà gặp mình xã giao quý vị cười ra nước mắt <laughs> gặp mà chào cái cái người mà buồn ở nội tâm á mà chào cũng chào không đặc biệt nữa chào chị chào <laughs> thấy không còn cái nội tâm mà nó vui rồi bị cười nó nó cười nó 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 đặc biệt nó cười kéo dài lắm nghe Thấy <laughs> không? Hả? À, nó cười dài Mà khi cái nụ cười nó kéo dài ra rồi Mà cười xong ngưng rồi cái tiếng cười Mà cái miệng nó vẫn còn Dính hoài vậy đó Đó là nụ cười của nội tâm á Nội tâm nó phát lên Nó nó làm cho cái tướng của người mình nó cái vui Nó vui dài 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 vậy đó Nó quý vị có một cái cảm giác đó đó Cái cảm giác đó mà có được Mà sống trong cái khỏi đời này đó nha Thì nó mới quá giải được nghiệp chứ. Nghiệp chướng là do nhớ mà thành ra Thí dụ như bây giờ mình sanh một đứa con đi Đứa con mình nó Mình cảm giác rằng đứa con mình nó không có lành mạnh Đứa con mình nó không ngoan ngoãn Đứa con của mình nó Nó thiếu đạo đức Mà giờ trong lòng mình rất muốn Đứa con này nó có đạo đức Thấy trở ngại rồi thấy chưa Thấy trở ngại rồi đó Bây giờ người ta không có đạo đức là do cái nghiệp duyên của người ta Mà mình là cái ngoại cảnh Mà mình muốn người ta là phải có đạo đức như là chớ ngại rồi chớ ngại rồi bây giờ cái muốn người ta là không có được mà bây giờ mình mình nè mình nè mình làm sao mà mình học đạo rồi mình phải an lạc mình phải vui nè tuy mình sanh người ta nhưng mà cái nghiệp duyên người ta chiêu cảm cái nhăn là là đến với mình nhưng mà cái quả báo là người ta sanh gan là người ta khác mình tuy sanh người ta nuôi người ta khôn lớn nhưng nuôi cái thân của tứ đại còn cái nội tâm người ta là nghiệp duyên chứ không phải là mình tạo ra đâu là họ gieo nhăn là tạo ra cái quả là họ Là nội tâm của họ là khác mình Không có giống mình đâu Nhưng mà trong lòng mình làm cha làm mẹ gì quá thương con Mình nói nè tôi muốn con tôi như vậy đó Tôi muốn tôi muốn Muốn được một chút bắt đầu là Thấy nó còn cái gì sai Mày còn cái đó sai đó nghe mày Xong cái được rồi cái muốn Mày còn cái này sai nè Tại vì quá thương nên nó nên nhìn cái việc mà Mà làm sao đứa con này phải tuyệt vời Nhìn từng ly từng tí Cuối cùng quý vị không thể nào có những ngày tháng bình yên vui vẻ được nên mình nuôi con chứ không đòi hỏi con đó quý vị à mình làm cha làm mẹ mình chân thật mình dạy con chứ mình đừng có đòi hỏi là con mình nó phải được tiêu chuẩn như mình mong muốn gì chuyện gì, gì không dễ đâu Ôi ơi như cha mẹ như đức sanh ra ông bà đâu có dạy được nhận đức ngộ vậy đó không dạy được mà nhận đức không nghe nữa kỳ cục không nghe nhưng mà lạ thay tự nhiên cái nhân viên nó đến là gặp Phật Pháp Rồi tự nhiên nha à, Những Đức lại tiếp nhận Phật Pháp Rồi Những Đức lại nhận thức rằng Phật Pháp có cái hay Cái này hay, cái này hay, cái này hay Thì tự nhiên Những Đức sửa mình, sửa mình, sửa mình và sống à Nên Những Đức phiên quý vị nghe Đừng có đặt vấn đề là đòi hỏi Sanh người ta nuôi người ta không lớn, đừng có đòi hỏi người ta Hoặc là trong lòng nói trời ơi Thấy bây giờ cô gái đi ra đường nhiều đứa hư hỏng rồi đi học đồ hư hỏng quen bạn trai đồ phá thai con đứa con gái mà lo quá trời luôn giờ lớn lên mà thấy lo quá bận tâm quá thầy ơi làm sao đứa thầy tự nhiên cái vị thấy nó nặng nề chưa bây giờ vị lo lo cũng không được nữa tại vì giờ nó có chân có cẳng nó đi rồi nó đi ra là nó quyết định còn mình là chỉ là nói gì nè con ơi con gái con phải giữ thân mình mình nghe khổ là con chịu á Chứ cha mẹ thì ngày xưa không hiểu thì nói rằng con cái hư hỏng cha mẹ cũng xấu mặt xấu mài Nhưng mà bây giờ cha mẹ hiểu rồi Cái nghiệp của mỗi người thôi Cũng là cái nghiệp của cha mẹ Nên á Con á, con gái Con biết làm sao mà con giữ thân con Thì con nên, con con nhờ Con hư hỏng thì con khổ con gái mà con chịu Chứ bây giờ cha mẹ nuôi con không lớn Chứ đâu có kèm kẹp con hoài được đâu Mình nhắc nhở đàng hoàng thôi Còn nếu nó muốn hư Hư thì nó chỉ chịu thôi Con người mà nghiệp quả mà quý vị Còn nếu như quý vị mà cứ nặng nề cái nội tâm hoài thì không có một ngày nào bị vui vẻ được chứ. Bây giờ trước nhất mình phải thể hiện Một con người học Phật làm sao mình vui nè Trước nhất cái việc này đi Không làm được cái việc này Thì đố mới bị phiền người ta được đó nó gọi ơi, cái kiểu mà mình nói nó không được rồi Mình lễ nhảy hoài nó mệt chết được Lại nhảy á Tại sao có nhiều đứa con mà nó nó sợ cha sợ mẹ Tại vì quá thương mà dính mắt cứ lại nhải, Lính găng cái nè cái gì nè cái gì nè cái gì nè cứ vậy hoài người ta sợ. Nó bây giờ mình nói không được phải không? Ngưng đừng nói nữa. Thầy ơi con không nói nó làm tớ luôn thầy thầy. Ồ ờ, nó làm tớ kệ nó. cái bị luyện cái tâm mới bị đi. Đến một ngày nào nó làm tới đến cái mức nào nó phải dừng lại thôi. Lúc đó rồi nó mới quay lại nó nhìn nhận là lời nói của cha mẹ đã từng dạy mình đúng rồi. Khi nó nghĩ đúng rồi lúc đó nó mới dừng lại. Con người mà quý vị đừng có sợ hư rồi có khi nó mới nên còn có những con người nó nên là nó nên luôn còn có những con người là nó phải hư te tua tả tơ tàn tạ, tạ rồi nó mới nên những đức nè te tua tả tơ rồi nó mới nên nè mà cũng chưa nên gì mấy đâu trời ơi học học mười mấy năm mà cũng có nên bao nhiêu đâu còn hư lắm chưa nên gì đâu phải không nhưng mà bây giờ những đức thấy rằng là những đức mỗi ngày vui là những đức thấy được rồi đó an lạc vui vị mà vui trong cái tương đối không đến nỗi mà không lành mạnh ngày xưa những đức vui trong dịp tết này là cái gì vị biết không vô vô ly nữa đi ôi ôi quý vị biết rằng ngày xưa lầy lắm hư lắm những đức nhớ cái năm mà cuối là cuối cùng mà như đức mà ăn tết xong mà đi tu đó quý vị cái năm đó là cái năm những đức quyết định năm nay phải hư hơn những năm trước cái năm cuối cùng mà để ăn tết xong đi tu cảm ứng nổ cái bùm, <cười> <cười> thấy không? Ồ, cái năm đó các vị biết những đứa qua bên Hà Tiên á, chặn nó qua bên Hà Tiên nha, nguyên một gũ nguyên một nhóm anh em bạn bè đi thuê chiếc xe đi bệnh đi ra ngoài Hà Tiên tắm, tắm xong ra bãi biển nhậu, nhậu xỉn xong bắt nhạc nhảy, ầm 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 ầm, nhậu tới bờ tới bến cuối cùng xỉn quá đi vô nhà di sinh ngủ luôn nó vị thấy hư trò nó hư không tưởng tượng được nó bị thấy không một con người hư như vậy mà còn có thể tu học sửa được mà nên quý vị có con cái cái yên tâm đi cái yên tâm đi vị con người mà nó mà phước duyên thì tự nó sẽ đến thôi mình là chỉ hết lòng mình thôi chứ giống như những đức hướng dẫn đại chúng là hết lòng thôi còn cái diện là sửa hay không là do bí bị nhưng đức đâu bắt ép được đúng không những đứa không bắt ép, những đứa mới thoải mái nè Còn do mình là ái nhiễm con nên Mình cứ nhìn nó từng chút Mình không lo nhìn Phật Cứ nhìn con không à Niệm Phật mà cứ giáo giác Nó đâu à? Nó mới lễ Phật đây mà không biết đi đâu mất tiêu rồi. À? Trời Đi theo mình lễ Phật Mình cứ nhìn nó không mà lễ Phật Tự nhiên nó lễ xuống mà nó lễ Mà không ngay ngắn cái sữa à, Lễ gì nè Gì nè Gì nè Gì à Mình lo mình lễ đi Nó lễ sao kệ nó đúng không Phật nói là Trước phải tự lợi mới lợi tha Mình chưa được cái gì cho muốn lợi tha không à? à Mình không vui mà muốn người ta vui hả Nó Hồi nãy có cô kia có đến cô nói chuyện như Đức nhà Đức nói mấy câu mà có đứa con ngồi cái bên, bên cũng khóc Khóc nó không có giải quyết được vấn đề đâu Khóc mới giải quyết được vấn đề Vui mới giải quyết được vấn đề Chứ khóc sao giải quyết được vấn đề Trong lòng người ta buồn Mà mình còn buồn nữa Vậy ai giúp ai vui Những Đức mà buồn lên đây sao nói chuyện bị vui những đức mà buồn này những đức lên đây những đức ru bị ngủ luôn. Này quý Phật tử ơi. Tết năm nay thấy buồn quá. <cười> vì cười nói không? Mà trong lòng những đức vui những đức nói gì vậy vị cũng cười nữa. Tại vì trong lòng nó vui. tâm vui thì cảnh vui thôi thấy không mà nếu mà cái tâm những đức mà buồn ấy vì từ bên kia mấy vị thấy những đức bước qua những đức đi qua đây thôi là quý vị thấy những đức đi nghe bước qua là biết rồi cái từ trường tự nhiên cả một cái cái số người đây nó nặng nề kinh khủng luôn rồi ôi quý vị biết rằng tần số của một con người mà cái sự an lạc của họ mạnh là họ cảm hóa được với đại chúng luôn á không có giỡn đâu Nhưng mà khi mà nó bất bội nó buồn rồi nó làm cho cả đại chúng bị đứng hình luôn á nó nên quý vị coi một gia đình mình quý vị tại sao không lan tỏa từ trường ra tại sao mà gia đình mình không vui vì chính quý vị á học phật mà học không được an lạc tâm Học Phật mà cứ nặng nề đủ chuyện Ông không chịu lo làm ăn Ông nhậu nhiều Mày đi chơi nhiều nghe không Tao cực gì nè Nó đó học Phật mà ra vậy không à Giờ làm Bồ Tát vợ ở nhà đi Làm Bồ Tát chồng ở nhà đi Làm Bồ Tát vợ thì nhiệt tình Giặt đồ lau nhà lo cho chồng rồi chồng nhậu nhẹt gì ói mửa lao dọn lao dọn mà vui lắm nghe a à, di đà phật a à di đà phật <laughs> nó Đúng không mà con cái mà gọi nói nó không nghe không nghe khỏi nói nữa à gì phần cứ làm đúng trách nhiệm mình thôi à cho họ thấy nó trời trời ơi mình đi chơi cả ngày nay mà mình về mình thấy mẹ mình chưa đâu ba? ba hứng hở ghê luôn rồi đặc biệt ghê luôn á bắt đầu là nó nặng nề nó buồn cái gì nó mới tìm mẹ mẹ ơi con thấy mẹ vui quá à. con trong lòng con đang buồn quá à. mẹ mẹ chia sẻ cho con nghe này kia đi thấy không còn cái kiểu mà mình vừa gặp nó nó chưa có muốn mình nói mà mình gặp nó mình cứ là muốn nói không à Trong khi nó không muốn nghe mà nói làm gì Thừa đừng có nói nữa Để tới nào nó thèm đi Còn nếu tới chết luôn mà nó không hỏi mình Thì lúc đó nó nói hận kệ nó Lúc đó nó mới gặp những đức bị chết rồi nó gặp những đức Nó thầy ơi con hỏi hẳn lắm thầy ạ à. Lúc mẹ con còn sống bà dạy con con nghe đâu Bây giờ mẹ con chết rồi sám hối với thầy Nó, nó, nói mày sám hối ngộ quá mà chờ ba chết rồi mày mới sám hối với tao Nghe không có nghĩa là nó vẫn còn cơ hội đó là nó nó quay đầu mà cái nghiệp duyên là mình chết rồi nó mới quay đầu như lúc ba mẹ những đứa còn sống những đứa có quay đầu tu hành đâu mẹ thì mắc sớm thì không nói đi không còn ba lúc đó những đứa cũng hai mấy tuổi rồi mà đâu có quay đầu đâu trời ơi quý vị biết rằng nghe trên thành phố về nghe ông già ông đợi mình ở nhà lúc đó ba những đứa sáu mấy tuổi rồi ổng cứ nhớ mình không đợi con mình là út thằng trai út đi suốt quanh năm á lâu lâu về về lần là những đứa ra vẻ mình trên thành phố về làm có tiền á về quê đưa tiền cho ông xài đưa cho anh em người chút đỉnh chút đỉnh xài xong xạo lắm nha rồi đủ rồi đó tôi gì là ghê lắm rồi đó Thích nhiệm tôi gì là ghê lắm rồi đó nghe đưa tiền cho xài là được rồi đó bắt đầu tôi đi với bạn bè tôi đi chơi không nghĩ về tâm trạng của cha mẹ chứ quý vị bây giờ mới hiểu thì cha mẹ chết rồi nhưng có muộn không? Chúng ta phải đem cái tâm này đến với mọi người Vẫn chưa muộn đâu bạn Vẫn chưa muộn đâu Còn cái thăng này là còn còn cơ hội Nhưng mà những đức mong những người còn cha còn mẹ Đừng để mất cơ hội đó Đừng có để trễ phải không? Còn nếu quý vị để trễ thì tùy quý vị thôi Như những đức khuyên quý vị đừng có để trễ Như những đức nè Là cha mắt rồi sau này những đức 29 tuổi gặp Pháp 3 năm sau những đức mới cảm giác được Là mình Không còn cơ hội để giúp cho cha mẹ Thấy không? Thì bây giờ mình cũng phải cố gắng mình sống vui thôi Nhưng mà mình đem những tư tưởng này mình chia sẻ ra cho những người người ta nghe Là đừng để cha mẹ chết rồi mình mới cảm thấy rằng Mình hối tiếc quý vị Nó có nghĩa là cho tiền xong rồi là đi chơi suốt luôn Đi 3-4 giờ sáng mới về Ông già ở nhà ngủ không được Cứ nằm đợi con mình vì cái tấm lòng cha mẹ Mẹ như đứt mắt còn ông già Mình đi làm ở xa về mà hồi, hồi đó ở nhà là ngủ chung với ông ba không à? từ nơi đó mà đi về là mình cũng ngủ với ổng ở trong mùng á vậy đó mà mình đi chơi suốt luôn mình đâu có hiểu cái tâm trạng của người làm cha làm mẹ đâu mình cứ lo đi chơi với bạn bè không mà quý vị nó quý vị biết rằng cái cảm giác này nhiều người làm cha làm mẹ cảm giác lắm nhưng mà mình nói con nó không nghe đâu nó bây giờ mình đã học phật rồi nó cỡ mở tâm tư lại đi quý vị là kệ nó mình ngủ mình quen rồi ngủ mình à còn về về mày cho tiền thì tao nhận con mấy rồi thôi còn không có quan trọng cái việc đó còn mình làm sao mình sanh ra cái pháp vị mình sống cho nó vui chính mình được nè Chính mình phải làm mình được nè Chứ mình đừng có để mà cái ngoại cảnh cho mình vui Cái ngoại cảnh mà cho mình vui thì người ta lấy lại là mình khổ Khổ là do gì người ta cho mình ta lấy lại mà Như vậy coi bao nhiêu cặp tình nhân không Sống bên nhau yêu thương bao nhiêu lờ mặn nồng Mà khi người ta nói người ta không thương mình Hoặc trong tâm người ta không thương mình á Trời ơi, là người ta dùng những lời lẽ Nó phủ phàng lắm quý vị à Ai trong đây đã từng chịu những lời phủ phàng chưa Ôi ơi Cái lời ban đầu yêu thương quý vị nghĩ nó mặn nồng cỡ nào Rồi ơi Dù cỡ nào đi chăng nữa nó, Anh có thương em thật lòng không Thật lòng Bây giờ em kêu anh nhảy xuống hầm nó nhảy không Nhảy luôn nó, Nửa đêm sợ ma ông Không luôn Chó vượt anh cũng tính tìm anh em nữa Đúng không Thương rồi là ghê lắm quý vị Nhưng mà khi không thương quý vị là Tất cả những lời phủ phàng nó sẽ đổ ra đổ ra thoải mái luôn đó rồi quý vị lại nặng cái tình thương đó trong nội tâm rồi bây giờ bị phủ phàng rồi nó mới quay ngược lại là tại sao anh lại lừa dối tôi lúc đó thương thành ra hẳn nên những đức phi quý vị mình là con người nghe phật pháp quý vị đừng bao giờ tích giữ những tình thương trong nội tâm mà để khi nó phật lòng một chuyện gì đó rồi nó quay lại hẳn đừng có như vậy nghe không mình phải phân tách ra tình thương người ta dành cho mình bao nhiêu năm Bây giờ người ta chỉ cần nói một lời nói làm mình đau lòng Thì trừ qua sớt lợ vẫn còn dư nhiều quá Em thông cảm với anh Vì anh thương em rất là nhiều năm mà Bây giờ chỉ một hai cú đánh thôi Hoặc là một hai cú đá thôi Thì cái này vẫn còn thừa Vẫn còn dư tình cảm mà anh dành cho em đúng không Thôi em thông cảm cho anh đó Anh đã cho rồi bây giờ anh lấy lại chút đỉnh đúng không Thôi thông cảm Không có buồn không có phiền Vậy thì quý vị tu là nó thoát được cái tâm rồi đó Nghe không? Nó, nó thoát được cái đó Nó thoát được chỗ đó vì mới đạt tiêu chuẩn đó Nghe nó nghe gặt, đầu vậy đó Nhưng mà đụng chuyện phải giải quyết vấn đề nè nghe không? Trời cái cõi đời này bao nhiêu cái khổ đau mà quý vị Bao nhiêu cái khổ đau mà mình mà có thể mỗi ngày vui gì không đơn giản đâu nó Nên hồi tối với hồi tối văn nghệ vui công nhận Bữa 30 nghe Ngộ nghe những đức làm việc có nghe quý vị nó cảm giác cái từ trường Bữa 30 á là cái bữa mà người ta buôn bán không được, cái từ chùa nó nặng. Trong khi chùa mình tu vậy đó nghe. Mà những đức thì không có bị nặng nề gì nhưng mà ngộ lắm. Những đức cảm giác là một cái từ trường gì nó đang đặt xuống. Nặng nề lắm. Thì cái bữa 30 đó những đức không văn nghệ cho gì hết luôn. Ăn bánh uống nước lên nói chuyện có 5 7 phút, đứng lên đi ra ngoài luôn. Được rồi, đủ rồi đó. Không có vui vẻ gì được nhiều chứ không có cái cảm giác đó. Vì sao? không có đi ngược lại cái tâm mình được rồi nhiêu là đủ rồi nó, tôi hôm nay được có nhiêu đó thôi rồi trở về phòng niệm phật đồ này kia thôi mùng một mùng một bắt đầu từ trường nó giảm nhẹ xuống hình như là con người bình tĩnh tâm lại còn bữa 30 là cái bữa đó là cái bữa nó đang gắt nghe mấy vị đang gắt cái tâm á nó nặng nề lắm bữa mùng một bắt đầu nó, nó nó, nó, nó vô cuộc rồi là tết tết xong rồi chiều mùng một là nó nhẹ liền nó nhẹ tất cả con người nó nhẹ nhẹ xuống nghe quý vị bắt đầu là tới bữa mùng 2 là hôm quá vị là từ trường nó phát lên tương đối được là buổi chiều nó mát mẻ từ trường nó đặc biệt là quý vị bắt đầu là chiều lại như thế này chiều nay ăn bánh uống nước văn nghệ nè nó bắt đầu hôm qua thôi mấy bài hát nha rồi nói chuyện nó vui <laughs> vui vẻ vô cùng nó bây giờ thấy không mà những con người mà ăn tết ở đây mấy ngày tết đó nha đúng là nhiều người nói cảm giác đặc biệt thì. cái cảm giác gì vì biết không không xài điện thoại không xài tiền Đó, tiền để trong vỏ đúng không không thấy đem tiền ra nhìn còn ngoài đời thì cứ một chút cái là đem tiền ra chút cái đem tiền ra đổ xăng mua đồ tiền đúng không còn vô đây thì sao không cần bận tâm gì hết mấy ngày tết rồi không nghe ai gọi hỏi gì mà xung quanh chỉ nghe nam mô a di đà phật ôi nó đi đâu nó cũng nghe nó nghe câu vật hiệu mà nó làm cho mình ấm áp khỏi lòng trời nó bình an vô cùng có cái anh này nói trời thầy ơi, con ở nhà con nghe thầy con ngủ mà sao nó mê say ngủ mà nó kỳ cục lắm còn con vô đây nghe thầy ngủ ít nhưng mà thức dậy khỏe những đức nói cái cảm giác nó bình an đó anh cái cảm giác nó bình an quý vị biết không cái lúc nào mà con người bắt an Nó bị bị ngủ nước miếng nó chảy tùm lum hết chứ ừ, gan nó đổ cũng nhiều nữa mà con người mà cái lúc mà nó an tâm nó vui nó bị ngủ mặt mày sạch sẽ lắm kìa thức dậy tỉnh veo cảm giác này cứ nghiệm luôn quý vị nó nên tại sao không luyện cái niềm vui không luyện nụ cười những đức nói nghe quý vị quý vị mỗi buổi sáng công phu thờ xong phải không đứng nhìn về phương tây a di đà phật <laughs> a di <dưới> đà phật <laughs> mười câu cử mười cả Trời ơi quý vị suy nghĩ đi <laughs> một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ bị cười mười cái như vậy là một trăm thang thuốc bổ nhập vô người liền thấy chưa nghĩa là con người nó cười thành quen dù là quý vị không có duyên mà bị cười với thành có duyên à phải tập cười có những người những đức nói vậy mấy bà nói Dạ cười không được thầy ơi Cười không được những đức nói, Cười mà sao cười không được Sao lại ở đây những đức nói chuyện cười được à, ờ, Thầy nói chuyện thì cười được mà về nhà cười không được Không có cái nhăn cười Bây giờ không có nhăn thì mấy cười mấy vị tạo nhăn cười đi Nghe không <cười> nó, nó cười thành quen đó, Chứ không có giỡn đâu quý vị à Tại sao mà mỗi tuần chủ nhật ta đi đến đây Vì nó cười thành quen mà một nụ cười này nó cười giết rồi Từ từ nó xóa tan những nỗi buồn trong khỏi lòng Đầu năm quý vị thấy không nó Đầu năm mà cười gì là quý vị thấy Cả năm thì sao Thì cả năm cười Tụi <laughs> 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 nói Giàu sang kiếm tiền nhiều ha. Kiếm tiền nhiều mà nghe chó sủa hết hồn Tôi cũng không ham bằng cười nữa Tôi có nụ cười Tôi có thể chia nụ cười cho tất cả mọi người Mà tôi cũng không mắc nụ cười nhưng của cải nhiều nhưng mà chia là hết thấy chưa cái hiện 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 tướng chia là hết nhưng mà hiểu biết chia là còn nhưng mà ai hiểu biết nhưng nếu niềm vui từ nội tâm quý vị có chia bao nhiêu nó càng vui thêm nữa. cái niềm vui của nội tâm này như những đức vui những đức chia vị như đức có hết vui đâu càng chia là càng vui thì từ nơi đây mà sanh ra cái chỗ tài thí thì giàu sang pháp thí thì thông minh trí tuệ sáng suốt phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài gieo nhăn gặt quả nó... tại sao mà cuộc đời này mình sanh ra đời gương mặt nó buồn có không có những người sanh ra đời mặt buồn không có cái mặt xù xù à nó rồi ngoài đời mà cưới nhầm con vợ vậy thôi bỏ mạng luôn kiểu vợ mình mà tối ngày nó không cười tối ngày cái mặt cứ là em em gì em Chịu nổi không? Nên con người quan trọng nhất Là con người nó vui từ cái nội tâm này nè Nên những điều, những đức nói đây Nó phát xuất ra từ đâu cái việc? Niệm Phật mà ra đó Chân thành niệm Phật Mọi việc kiết tường như ý đúng không? Cái kiết tường như ý Ai mà không cần Mà nó phải phát từ cái tâm này ra nè Chứ đâu phải là tết nhất gặp nhau Chúc anh chị năm mới kiết tường như ý Mà ăn phát đạt, phát tài, phát lộc Thừa ôi ơi, nói con này thừa quá nó làm gì chỉ có vậy thôi hả à. chỉ như vậy đó thôi à. đem sự khổ đau cho người ta mà mà kiết tường như ý nó niềm vui đâu mà đến với cái sự mà mình đem khổ đau cho người ta mình đem sự khổ đau cho người ta mà mình muốn vui không có đâu bạn nghe không nó không có chuyện nó xảy ra đối với bạn đâu Nên từ nơi đó mình phải đem niềm vui cho người ta Mình phải đem sự an lạc cho người ta Mình đem sự bình an cho người ta Mình mới có được sự bình an an lạc chứ Cũng như bây giờ mỗi ngày những đức ở trong chùa Bình an an lạc gì Là do những đức đem sự bình an an lạc chia cho người ta như đức mới được gì chứ Quý vị coi như trong chùa mình gì vô đây ở công tu thấy rõ ràng không Những đức nói với mấy cô trong chùa mình nó Mua đồ ăn, đồ uống làm cho ngon Mấy cô nghĩ đi nấu, nấu đồ ăn Mà đông người gì nấu cũng cực lắm đó phải điều tiết làm sao chứ đâu có đơn giản đâu chàng nó nấu một nồi đồ ăn mà năm sáu trăm người ăn đâu có đơn giản đâu múc không te tua luôn không nhưng mà những đứa ở phía sau phải gặp mấy cô đồ tâm sự rồi cho mấy cô vui rồi ôi ơi, mà không tâm sự với mấy cổ mấy cổ mà buồn rồi mấy cổ nấu ăn ăn mặn chát gái mà nó nó bực bội rồi lên nó nấu ăn nó bực bội mình trên đây mình nói chuyện nó ở dưới nó đập chảo sàn sàn nói hay quá phục vụ muốn chết luôn này xuống đây làm đi nghe không bực tức đó, quý vị nên thôi ơi mình phải thường mình gặp mình nỉ non rồi mình nói về cái việc mà ý nghĩa của cái việc phục vụ chúng sanh cho người ta hiểu đúng không rồi người ta vui rồi bắt đầu lúc đó người ta mới phát tâm người ta phục vụ được như mấy cô trong chùa mình cũng dễ thương mà phục vụ cũng vui vẻ đúng không quý vị đó tương đối vui vẻ còn phục vụ quanh năm quanh năm không nghỉ một buổi phục vụ quanh năm luôn một ngày mấy trăm người cứ nấu ăn suốt một ngày ba buổi cứ chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị mà cho cái gì vui đâu chỉ có những đức nói chuyện buổi sáng một chút mà tối chủ nhật thì những đức gặp nguyên một nhóm người ăn bánh uống nước rồi nói chuyện với bà cười có nghĩa là những đức được có cái là nói chuyện mà người ta cười quý vị chắc mình cũng hài hước ha. Ừ nói chuyện người ta cười được á nó nên cái niềm vui nó giải tỏa nên những đức nói với các ông nha người đàn bà người ta sợ nhất là cô đơn á nên mình phải làm sao mà mà mình ước ác cái tâm người ta nó, mình phải nói chuyện mà người ta cảm thấy người ta bình an người ta vui vẻ phải không người đàn bà mà nó vui vẻ rồi là nhà hạnh phúc người đàn bà nguy hiểm lắm đó <laughs> ông nói không nguy hiểm ở chỗ nào Nguy hiểm ở chỗ nào à? Mấy bà mà buồn rồi là mình chúng độc hết á <laughs> Mấy ông suy nghĩ có phải không? Đàn bà mà buồn là mình chúng độc á Chúng độc gì thầy? Bà nấu ăn cho mình ăn Ăn tổ nghe nói mà Khi tâm săn hẳn mà nấu ăn Là đồ ăn trở thành chất độc Khi tâm săn hẳn mà cho con bú Là con bú sẽ bệnh nặng là chết Còn nhẹ là cũng bị bệnh te tua luôn Sữa của mẹ mà săn hẳn mà cho con bú Là sữa biến thành chất độc Nên Ấn Tổ ngày nói rằng Khi người mẹ mà săn hẳn với chồng Tức tối với chồng, cự lộn với chồng Là phải để một tiếng rưỡi, hai tiếng sau Cho tâm bình khí hòa mới cho con bú được Còn nếu cái lúc mà vợ đang tức tối săn hẳn Mà con khóc hòa lên Lấy nấm vú nhét vào miệng nó cho nó bú Tức khắc nó bú thành chất độc liền Tại vì tâm săn hẳn sữa thành độc Sữa là máu của mẹ đó Mà từ tình thương của mẹ mà sanh ra sữa Mà sữa ngọt, dòng sữa ngọt là máu của mẹ Vậy mà tâm người mẹ mà nóng là sữa ngọt Trở thành độc dược Người chưa Nó nghĩa là tuấn do tâm sanh Nên cái tâm người đàn bà khi nóng dặn là nấu đồ ăn Là người trong nhà ăn lu bu lộn xộn cái tâm liền Nên ngày xưa tại sao mà Chùa chiền mà người ta lựa những bậc có tu hành Mới nấu ăn Ngày xưa chứ tổ sư người ta lựa những người có tu hành Nấu ăn không à Người mà có công phu mới nấu ăn nhớ công phu mới nấu ăn được tại vì khi nấu ăn á là cái tâm thiện nó nấu ra đồ ăn mỹ vị còn cái tâm mà bất thiện là nấu ra đồ ăn động vượt á mấy cô dưới bếp nghe nghe <cười> <cười> ai đau chân có thẳng chân nghe vậy ngồi đau chân cái thẳng chân cho phép nhớ từ nơi đó nói đây âm thanh nó có vang dưới và có truyền cái tivi dưới nghĩa đứa ngồi đây dưới cũng coi thấy thăng thăng khắp nơi <laughs> thấy không nên nghe vậy rồi nhớ Qua giữ cái tâm thiện nghe chưa nó đang xào đồ ăn nó cười lên <cười> nó chọn bưng cơm bưng nước bưng nước bưng cơm đồ ra mà cái kiểu một cái mặt mà ăn nó ăn vô ghê quá những đứa ngày xưa mà đi đến nhà bạn bè chơi mà mấy thằng bạn có vợ mà mà những đứa mà nghe phía sau nấu ăn mà nghe sèn 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 nhóm chân chuẩn bị chạy xong nó bưng đồ ăn ra mà thấy mà mồ hôi nó đổ cho cái dành môi á với hai cà má mồ hôi á nó làm nè <laughs> có mà trời ơi. những đức mà nhìn thấy một cái là những đứt gấp vài đũa uống vài ly rượu không dám uống say nó không dám uống say chỗ này hỏi sao à vợ mày ghê lắm uống say coi chừng nó quýnh nó <laughs> quýnh tao tu nó nên nó trộn nó ngoài đời nó nó cũng khéo léo chứ đi đến nhà người ta mà vợ người ta không đồng ý mình mai mốt đừng có đến lu bu nữa thêm cái nữa cái thằng bạn mình ngủ đi nhậu mà nó nó về là nó cự lộn với với vợ nó không à mình nói một hai lần mình nói bạn ơi tôi chơi với bạn bạn nhậu nhẹt với tôi mà bây giờ bạn nhậu gì bạn cự lộn với vợ bạn mà đánh vợ bạn rồi đập nhà đập cửa tôi mai mốt tôi không có nhậu với bạn nữa đâu tôi nhậu với bạn 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 cũng ghét tôi nữa Người ta cũng đánh giá tôi luôn nữa Thôi tôi không có chơi với bạn vậy đâu Nếu bạn sửa thì tôi chơi với bạn Còn bạn không sửa là tôi không chơi với bạn nữa đâu Nó thật á Trời ơi người ta nhậu vô là quýnh vợ quýnh con Đập nhà đập cửa mà mình đi kỳ gũ người ta nhậu Thứ ác độc <laughs> Đúng không Ôi ơi Ngày xưa mà có cái ông nó kế bên nhà mà ông rủ ba như Đức nhậu Mỗi lần như Đức gặp ông như Đức, như Đức lúc đó còn nhỏ lắm mà Như Đức nói Ông lấy lấy kim đâm ông <laughs> tại vì ba mình mỗi lần ông nhậu gì là ông tự lộn với mẹ mình không mình tức ghê luôn á cứ rủ ba mình nhậu hoài à tức lắm mấy vị đó nên tất cả các ông đàn ông mà nghe câu này nghe không mình nhậu là mình nhậu cho vừa thôi còn mình nhậu với người đàn ông mà nhậu về mà quýnh vợ quýnh con người ta đừng có nhậu với họ hoặc là mình á, nhậu nhẹt mình chơi với bạn bè mình đừng có khích người ta có những ông mà gọi là gặp mà đi đến nhà mà vợ mà không làm mòi màng đồ đem ra cái rồi nói Trời ơi vợ mày sao á Chứ vợ tao mà hét cái chạy cống chân luôn Mày đúng là nhát Nói mấy câu đó là có tội Người ta nhát kệ người ta miễn gia đình ta hạnh phúc thôi Khích người ta lỡ tức lên nó đánh vợ người ta sao Mắc hạnh phúc gia đình ta đúng không Nó Rồi mình ở ngoài đời mình đi chơi với chị em gái đùa Mà kiểu mà mình làm mai làm mối đồ bậy bạ là tội lắm á nha Người ta có chồng đồ mà mình mình, mình vẫn giỡn giỡn là mai cho người ta đồ tội lắm nó không giỡn đâu. Thế vì nó, nó ở đời có bốn cái ngu Làm mai lãnh nợ gác khu cầm chầu. <laughs> Đừng dính dáng Với chuyện này. Thấy không? những điều như Đức chia sẻ đó quý vị nhớ là trong cái cuộc sống đó đi đến chùa này tu hành này nhớ nè. Ai cũng là người bận đồ lam đến đây tu không mà. Nhưng mà cái tâm bên trong nó có lam hay không là chuyện của mỗi người không? Cái hình bên ngoài thì chúng ta là người tu đi Biết người đó tu đi Nhưng nội tâm thì mỗi người khác nhau Đi đến chùa mà Đừng có mà cái kiểu mà mượn tiền mượn bạc hay chưa Những đức không mượn tiền quý vị thôi Chứ vị đi mượn tiền nhau làm chi Đúng là những đức phải mượn tiền quý vị gì? Những đức nuôi bao nhiêu trăm bà già nè Khổ quá đâu phải than thở Một tháng xài bao nhiêu tiền bạc nè Thầy đang lo lắm con Đấy không Cái này người ta còn không nói vậy mà phải không nên chị em đồng tu Anh em đồng tu đến đây tu Tu đến đây tu Gặp nhau nói chuyện Phật Pháp tuyệt đối không có nói dính dáng tiền bạc Hỏi đến tiền bạc nó không được chị Tôi đi tu là tôi chỉ có đi tu thôi Chứ cái chuyện tiền bạc là chuyện vợ chồng của tôi Chứ ngoài ra nói vô cái chuyện này không có được đâu Bạn bè mà thăng với nhau là đừng dính tiền Còn đã cho mượn thì đừng nghĩ trả Nhớ Nếu làm được cái chuyện này thì hãy cho mượn Cho mượn tiền thì đừng suy nghĩ trả tiền Thì cho mượn còn nếu cho mượn tiền mà suy nghĩ họ trả Thì đừng có cho mượn Tại vì họ không trả là mình hạng thù nổi ra lên liền Hiểu không? Đừng có dính tiền là tốt nhất đừng có dính Nghe Đức khuyên vị nghe đi Đừng có nói tình cảm thì đừng có nói khóc lóc chứ Cái người mà mượn tiền mà kiểu mà mình nói không có mà là, Anh ơi cho mượn đi khổ lắm Không có trời ơi tụi này kẹt lắm Cho mượn đi mà Thời gian thôi Tháng sau em trả Không kẹt dữ lắm anh cho mượn đi Mười ngày sau em trả Trời 10 ngày cũng không được nữa anh cho mượn đi hai ngày sau em trả Dứt liền Đừng cho mượn Người này là Người này là dài bà cũ luôn đó Nghe chưa Nhớ kinh nghiệm nghe cái Kiểu như người ta kẹt mà ta hỏi một tiếng Không cho mượn thì thôi Người này còn có thể Đúng không Còn cái kiểu mà hỏi dài Nó dài nó dở nó kéo Họ thua Chấm dứt không có qua lại với người này nữa người này mà dính vô một cái là rồi mai mốt là có vấn đề xảy ra liền hoặc là có những người chim mồi ghê lắm ban đầu mượn 200 triệu mượn 200 triệu mượn xong bữa sau em trả trả một phát dính cái chuyện này là nguy hiểm nên ban đầu mượn tiền không được còn giúp giúp luôn khỏi cần trả nữa thì được đối với anh em là vậy đó đưa không trả nữa vì sao vì chặn con đường mai mốt đừng mượn nữa còn nếu như giúp được ra tay giúp liền gặp ngặt nghèo là giúp liền không nói cho hiểu không gặp nghèo ngặt nghèo là giúp còn cái chuyện mà nói mà họ e mà cái chuyện mà bữa nay mượn trăm triệu trả mai mốt mượn hai trăm triệu trả nó kéo từ từ nó lên hai tỷ đi lùn dứt quý vị lùn không đơn giản đâu có những người mà cho tiền 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 lờ đồ, trời bỏ tiền ra mà lấy lờ đó ban đầu nó chim chim nghe một tỷ rồi nãy trả lờ đồ ngon nha tỷ rồi trả ngon nghe chim vô hai ba tỷ năm tỷ sáu tỷ quốc một phát ôm đi luôn nó bị đứt đường liền thôi để trong túi xài đi chắc ăn kinh nghiệm ngay quý vị mới đây nè có một cô gặp những đức kìa đi đến chùa mình tu á mà trời ơi mà mà công nhận ghê thiệt chứ những đức nhắc bao nhiêu lần vậy mà vẫn bị dính đi cộng tu cộng tu với nhau á quốc bà đó một phát tổng cộng gom lại hết một năm mấy mà gom ba mươi mấy tỷ mượn mấy người luôn Người 5, 8 tỷ, 5 tỷ Mượn mấy người Cộng là ba mấy tỷ nghe nói vậy đó. Ghê chưa nó, Ghê chưa Ngã ngửa luôn á nó Nên những đức nhắc là từ xưa đó, Đã nhắc rồi đó Vậy mà còn bị dính thấy chưa à, vô đây nói chuyện thăng thăng với nhau thôi thăng là thăng tiền bạc là khác dính vô những đức cũng như... rõ ràng quý vị thấy vô đây à, cộng tu quý vị có bao giờ mà những đức dính tiền bạc quý vị không không mới dính tiền bạc hồi nãy cô kia cũng tội nghiệp cổ nó thầy thầy con con nó 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 để dành tiền chút đỉnh để cho nó cúng dường cho thầy để kết duyên với thầy như đức nó không khỏi kết duyên ừ. <laughs> nó mới gặp mình nó còn nhỏ mà mình để cho nó đưa tiền cho mình rồi mai mốt trong tâm tư nó nghĩ rằng ông thầy mình phải đem tiền đưa cho ổng mình là người mà cần tiền mà con nít mà bị bị tiền là nó nghĩ rằng là vạn năng nó có tiền nó mới đi chơi game nó mua đồ nó mua sắm đúng không Bây giờ tự nhiên tiền của mình để dành mà đem đưa cho ổng à Không phục Đừng có tạo cái chuyện đó Đến nó giống như nhờ giả ông thầy Ông thầy ổng giúp thôi Rồi mình có cái gì mình tặng mình cho cháu thôi Để nó gây một cái ấn tượng đó mới là đẹp Còn tiền là tự nhiên mình đem thùng Nó bảo mình cúng là tùy duyên Đừng có dính vô ông thầy Vậy thì mới độ được đứa cháu này sau này còn nếu mà nói vậy vậy gì, gì mà cầm tiền đưa cho ông thầy ban đầu từ khi con nít nó đưa nó quen nó, nó quen nó nghĩ rằng sau này Gặp thầy là phải có tiền mới gặp. Còn nghèo nó không dám gặp nữa. Hoặc là người này có tiền thì gặp được, người kia nghèo nó không dám gặp làm sao? Nên chúng ta không nên nhận tiền thì nghèo giàu gì cũng gặp được chúng ta chứ. Thấy à, không? Kinh nghiệm Những đức làm gì tính kỹ lắm quý vị, không giỡn đâu. Những điều mà những đức nhắc nhở quý vị là không bị tác dụng phụ hết. Nên những đức cùng với quý vị mà quen nhau lâu dài lắm, có thể cả đời này không thay đổi. 5 7 năm biết nhau mà không nói chuyện một câu. Như vậy mà như buổi ban đầu. Dễ không? Nhiều vị gặp những đức biết những đức hơn 6 năm nay thấy rõ ràng không? Iran như ngày xưa Có nhiều anh em mà lâu ghê không gặp những đức gặp lại nhìn đức nói chuyện với mấy ổng Ông nói Ô, Iran Iran chúng hiền ngày xưa Những đức nói Tôi là tôi Chứ khác làm chi <laughs> Đúng không? Ôi, tự nhiên tu mà ra Mình là trở thành người lạ Ô, ơi Lạ làm chi trời Tự nhiên con người tu mà ra, ra cái danh làm gì mình phải tu ra một con người đơn giản cái danh làm gì không no, tu ra hay lúa lúa nó không thiếu gạo ăn no, nên mình sống với cõi đời này đừng có sợ người ta cười mình là hay lúa ăn cái gì mà mà chơi tôi hay lúa nó no, gặp chồng hay gặp người bạn gái đồ mà mà mà, mà, mà hiền hiền mà mà kiểu quê quê đó, nên chọn đi người vậy mà nó chắc ăn Thấy không no, nó no, nên nó quý vị biết rằng những điều như đức chia sẻ cho vị nghe là trở thành một con người đơn giản bình dị nhất để mà sống đi Đơn giản bình dị nhất mà sống là tuyệt vời lắm Rồi mỗi ngày cứ lão thật niệm Phật thôi Sống ở cõi đời này thì lúc thì thuận duyên Lúc thì nghịch duyên đến với mình thôi Giống như trên đoạn đường quý đi Có những lúc thì đoạn đường bằng phẳng Có những lúc thì ổ gà Có những lúc thì đường ngay ngắn Mà những lúc thì đường cong quẹo Sống ở cõi đời này là làm sao mà lúc nào cũng suôn sẻ được quý vị rồi ơi nó thật sự mà nói ai mà nói cuộc đời tôi lúc nào cũng suôn sẻ nói thua đố mà không giảng sanh lúc nào cũng nó suôn sẻ sao giảng sanh phải trông gai phải khó khăn ví dụ như bây giờ hướng dẫn người ta làm gì một ngày nào tự nhiên người ta trở mặt lại với mình hết ai cũng ghét mình hết chứ không ai nghe mình nữa chứ mình cũng niệm phật à tôi vui bình thường vậy đó đạt rồi đó thấy không chứ đâu phải là chi cầu cái này đâu phải là nói bây giờ là mình ngồi ở trên vì mình là ngon không có ngon đâu ngồi ở dưới nó không bị té xuống chứ ngồi ở trên nó té xuống á ngồi ở dưới gì ngon lắm á không trời ơi thì thấy quý vị ngồi đây có ai mà nhìn để ý vậy đâu nhưng mà những đứa này bao nhiêu cặp mắt để ý nè nó nên những đứa sợ cái tác dụng phụ mà sau này lỡ mình cái gì hư hỏng á hoặc cái gì không phải làm cho người ta thất vọng đâu. Tôi rất mong quý vị đừng thất vọng Vì sao? Vì tôi là phàm phu à, Không phàm phu mà à, Tôi vẫn còn thích vui Tôi vẫn còn thích ăn Tôi vẫn còn thích ngủ Nhưng tôi cũng thích niệm Phật nữa không? À, vậy thì bây giờ tần số nào mạnh nhất Thì nó dẫn tôi đi vào chỗ đó thôi Ai biết được mai mốt cái tần số khác nó kéo tôi làm sao Tiền thì nó chắc là nó không kéo rồi đó tại vì những đức biết cái vụ tiền bạc còn danh thì những đức không có cảm giác nhiều nhưng chỉ có một chỗ mà nó kéo những đức được thôi Xẹt yeah. <laughs> đó thấy không nó phải nói trước nghe để chi để mai mốt người ta thất vọng mình sao tôi không muốn quý vị thất vọng cuộc đời của những đức nghe kinh nghiệm quý vị không bao giờ hướng dẫn người ta thành một cái fan gì hết trơn á fan gì mệt quá fan ai di đầu phật đi Trời ơi, thầy mà phán như chợ Tu ra một con người bình thường thôi Những đức thích đi đâu đi mình Nó kiểu mà lễ lọc mà mấy chú nào đi theo Đi ra Đi mình tôi Ngày xưa mà nói tôi ăn nhậu mà té ít, ít 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 Chó còn chưa đến liếm tay tôi nữa Bây giờ mà tôi ngon lạnh gì đúng không Mình nhờ niệm Phật người ta mới kính trọng mình chút Là nhờ cái âm đức của Phật Chứ mình có gì đâu Chứ giờ mình không niệm Phật nữa Ai mà kính trọng mình Nó Hay ho gì nên có những người mình tu vừa lên lên chút là mình tưởng đâu mình là chắc là là phật hay gì không có đâu phàm phu nặng nề còn nặng nề lắm hướng dẫn người ta nhiều vậy chứ mình nội tâm mình không lẽ mình không biết hả tự mình kiểm tra nội tâm mình đi mình không biết mình sao giấu mình hả mình là sự thật là như vậy mà còn nhiều thứ nặng nề lắm nó nên hiểu được chút thì nó vui được chút thôi thật sự quý vị nghe trong phật pháp, pháp chỉ cần nếm một chút thôi đã là vui quá rồi Chứ đừng có nói chi mà thâm nhập Thâm nhập thì an lạc này đến mức nào Niềm vui của chúng ta là niềm vui nó chỉ nếm một chút của Phật Pháp Còn niềm vui mà thâm nhập Phật Pháp là nó vui Nó vui từ cái Pháp lạc của nó Mình không diễn đạt được đâu quý vị ơi Không có diễn đạt được đâu Vui mà không vui, không vui mà vui Đạt tới cảnh giới đó thì là, là thâm nhập Phật Pháp Còn mình bây giờ là nó vui nó còn hiện cảnh nó vui nó hiện cảnh nó chỉ là liếm một miếng Phật pháp thôi hiện cảnh vui nói vui nhưng mà sống ở cõi đời này nó phải hiện cái cảnh này nó mới giúp được chúng sanh nhưng mà không được chấp cái cảnh này thì nó mới thâm nhập phật pháp vui mà nó không thâm nhập cái cảnh này nè nó không dính mắc cái cảnh này nè thì nó mới mới thâm nhập vô trong phật pháp được nên quý vị phải nhớ nó, nó sâu sắc lắm á nên từ nơi đó mà chúng ta niệm phật nó nói một câu Phật hiểu đơn giản lắm mà đơn giản lắm đơn giản mà mấy người tin tịnh độ tu bao nhiêu chục năm mà còn không tin tịnh độ đừng nói đơn giản quý vị thấy một bà già bình thường niệm phật quý vị nói pháp môn tịnh độ là đơn giản không dám đơn giản đâu bao nhiêu đời kiếp đã tu rồi mới gặp được pháp môn tịnh độ mà tin trong kinh vô lượng thọ phật nói người mà không đủ thiện căn phước đức nhân viên thì không tin pháp này thấy không ngồi nghe tịnh độ mà ngồi nghe gì mà không ngủ gục là biết biết rồi đó biết cũng có thiện căn sao rồi đúng không có cô ghi ngủ kìa mở mắt ra coi cái nghiệp con người mà nó kỳ cục ghê gọi là ngủ cái mà nói ngủ cái mà lần, làm... mà lúc ngủ nó mê lúc ngủ nó mê mà nó chọt cái cục ngủ cái tôi mà... nói, nói, ai vậy cái bà rồi cái rồi nó kiểu kiều nói thầy nói bà kìa mà mới mất cái đi tội nghiệp ghê thì... cái giờ này đâu phải là đơn giản thôi vì cái giờ này cái giờ nó hôn trầm buồn ngủ lắm nè mà nhờ những đứa nói chuyện nó vui vui vì mới ngồi được á không trong phật pháp nó đưa vui vui vô một chút đó không làm cho hưng khởi tâm mới nghe được chứ gặp mà ngồi mà cứ à, thầy nói cho con nghe con phải vậy vậy nghe không thầy nói nghiêm với thầy con ngủ không? <laughs> ngủ sạch nhát treo vậy nó nói hay cỡ nào nó không nghe được sao mà được mà thờ bây giờ bị nói vui cười mở mắt ra mà nghe được là đạt câu nào được là được liền đúng không còn cái kiểu mà nó nhắm mắt ngủ bị có giảng hay cỡ nào mà nó làm nè. <laughs> Sao bị giảng được? Trời những như Đức nói chuyện cho người mù nghe, mù mà cười muốn rụng răng luôn á. Đi nghĩ đi, người mù á như đứa nói chuyện mà cười quá trời luôn, mù quái như Đức lắm. À, đúng là người niệm Phật nó có cái duyên là nhờ cái duyên của Phật đó quý vị. Mù con nít gì cũng nít cho nghe. Nó ngộ ghê mà như đứa có đẹp đẽ gì đâu. Chứ thấy không xấu như ma vậy đó mà ta thích vẫn là thích thôi thấy chưa Nó đẹp gì đâu Nên mình sanh con ra đẹp xấu thành vấn đề Quan trọng là con mình có duyên Thấy không có duyên Cái duyên là quan trọng đó Mà cái duyên này tạo được đó quý vị Nó tạo ra được là từ niệm Phật Con người vui vẻ mà tạo ra duyên Nên những đức nói ban phục vụ của chùa mình nghe Phải cười lên Đưa đồ ăn thức uống cho người ta như hồi sáng như đức chỉ đó Ai dưới đà Phật Ai dưới đà Phật Là ta nhận liền à Chứ gặp mà đem đồ ăn mà đưa người ta mà có ăn không 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 ăn đâu trời ơi đưa đồ ăn người ta mà ăn không thôi thôi được rồi mới ăn đi mình đưa đồ ăn cho người ta là ai gì đà vợ không ăn không được luôn đó quý vị cái tâm nó nó nhiệt tình quá biết không cái tâm nó cảm tâm á còn gặp đưa người ta mà nó lừng chừng nó ngại ngại á ăn không không thấy chưa ban phục vụ phải vậy đó đưa đồ ăn là quyết định ăn đúng không Nó giống như tu như tu tịnh độ gì? tu phải niệm phật mới được không thay đổi phương pháp quyết định một pháp vậy đó là tính nguyện đấy đừng có nói rằng mà niệm phật dài ba năm nghe ai nói chưa đủ đâu chưa đủ đâu thêm chút nữa mới được chưa đủ đâu một câu Phật hiệu chưa đủ phải thêm thêm gì một chút nữa nó niệm mấy năm mà đâu có tiêu gì đâu Tính nguyện đã kiên cố rồi Tiêu không tiêu mặc kệ tôi niệm Phật đó được không Tôi cứ niệm Phật thôi Tiêu không tiêu mặc kệ Tôi nhớ Phật tôi không nhớ những thứ khác án tổ nghe nói nè Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp Niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm Lâu dài mới chuyển được phàm tâm Nên tất cả những người mà muốn chuyển cái nghiệp Thì bằng cách nào niệm Phật đi Vì nhớ Phật đi đứng ra ngồi Vì mới làm sao nè cái máy bấm số nè bấm ai với đà phật bấm ai với đà phật bấm đặc biệt không một ngày cái đưa lên năm ngàn mười ngàn gì bấm đi bấm vài năm đi rồi vì sẽ thấy sẽ thấy cái cảm giác rồi ơi nếu mà ở cái vùng nào bị cách ly đi cách ly đi phải không ở cách ly rảnh niệm phật nó cách ly cơ hội niệm phật tại vì sao vì quý vị có cái pháp tu còn quý vị mà không có cái pháp tu nên nó buồn chết được luôn á, Vẫn đâu. từ nó đó cái tập niệm Phật đi quý vị sẽ thấy những đức tại sao mỗi ngày vui, nhờ niệm Phật mới vui nè. Nhờ niệm Phật mà lên nói chuyện có lực vậy nè. Từ sáng sớm tới bây giờ nghe vị xin thưa quý vị. Sáng sớm 3 giờ thức. Chuẩn bị qua bên đây, qua bên đây lễ Phật một thời nghe. Lễ Phật một thời xong nói chuyện nửa tiếng, nói chuyện nửa tiếng xong về giặt mấy bộ đồ. Giặt xong mấy bộ đồ xong là tới giờ chuẩn bị qua ăn cơm Ăn cơm xong nói chuyện tiếp tục Nói chuyện xong qua gặp một cái cặp vợ chồng nói chuyện Một tiếng gửi đồng hồ luôn Xong gặp thêm một mấy cô kia nói chuyện 10 phút Tại vì cái cặp mà tiếng, mà, mà, tiếng gửi kia cái duyên nó là sao quý vị ơi Nói chuyện gì đâu mà nhiều lời muốn nói ghê luôn Chắc là đời kiếp gì Giữa mình với họ cái duyên nó là sao Mà họ đang mở cái tâm ra họ tiếp nhận mình nói sao quý vị ơi vừa gặp nó nói chuyện tiếng gửi luôn chuyện gây thật chứ xong nói chuyện với cái mấy cô này 10 phút nữa rồi về phòng nhìn lại 8 giờ 20 rồi 8 giờ 20 rồi còn 10 phút nữa chạy vô rửa mặt rồi xong thay đồ đắp y vô sẽ qua đây nói chuyện tiếp tục nữa từ lúc 3 giờ sáng cho tới giờ này chưa ngồi xuống cái chuyện mà nghỉ ngơi chút nào cứ thao tác suốt luôn Quý vị nghĩ đi Mà nó cái cảm giác mà cái lực từ trường Cái cảm giác của mình nha Mà cái hương vị mà 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 cái năng lượng nó vẫn đầy Ghê thiệt chứ Cái năng lượng nó vẫn còn đầy Cái đầu óc nó tỉnh táo Mà nó nhẹ sơn cái đầu óc luôn Tại vì sao? Vì nói giải thoát không à Chứ không có nói cái chuyện tính toán tiền bạc Hay là dư giả Hay là mình phải chơi với người đó là mình phải được lợi nhuận gì Không có Hoàn toàn là để mong người ta được an lạc tâm. Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị, ừ, ai về đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để từ và chúng sanh đồng à, sanh à, về thịnh à, độ